Thầy chào Trung nhá, thầy chào các em. Đã có anh Minh, Gia Bảo, Nguyên, Trung và Băng làm. Để chút các bạn vào. Thầy chào anh Minh. Hello Băng Băng. Thân Băng một mình ở bên trên gọi là lạnh giá. Không biết anh Trung anh đang đứng ở vị trí nào trong cái top này. Để xem lại cái bảng ranh này. Bảng ranh không biết nó có loát nổi nữa không? Ta chờ một chút đợi các bạn là này ta sẽ sang tiếp phần mặt hai chiều. Năng là bằng ranh bay màu thật. Thôi cố cày cho hết tuần này không sang tháng 8 ta sẽ reset lại bảng ranh với chuyên đề mới. Mọi người lặn đâu hết rồi nhỉ? Chỉ thấy những đáng mê khi bằng quay trở lại top đầu bảng ranh nó lại đơ. Mấy bài đây 11 thầy chưa làm test nhé. Mấy bài mảng hai chiều tí nữa thầy mới làm test. Hôm trước làm đến phần mảng hai chiều thì mải đi chơi quá quên chưa chưa làm test. Tí nữa làm ấy đến đâu thầy tạo test đến đấy. Chờ chút mọi người vào. Sao Thiên, Thiên có lời trăn trối như dặn dò thì anh em mà mới đầu giờ đã kêu cứu một cách thảm thiết thế này. Lâm bài 69-70 của hiện tại bảng ranh thì lại không vào được, vậy thì rồi ta sẽ cứ xét lại phát với trông chờ bảng ranh nó sẽ đoát được vài 69-70 ư 69-70 69-70 là nó thuộc đây 10 nhỉ. Hai cái bài này có gì đâu mà ấy nhỉ, hai bài này quá nhạt Thiên nhé. Xem bài làm của Thiên này. Mọi người có ý kiến gì chỗ này không? CLA này bà con cô bác có ý kiến gì không? Mọi người cấm được cười Thiên ở chỗ này nhá. Thầy đi dạy 100 năm rồi. Anh Minh đã phát hiện ra Thiên sao ta chỗ CLA này ra nhé. Thầy đang ở đâu hôm nay thầy xoay cái hướng khác. Cái bàn hôm nay vừa dạy các em lớp 6 xong quay ra cái bàn để đây luôn.
Rồi thầy có anh Minh, Gia Bảo, Lâm, Thiên Nguyên, Tuấn Anh, Trung. Rồi ta cứ bắt đầu dần nhé. Chú Thiên, chỗ này thì do mảng A của mình cũng có n phần tử nên em phải for y chạy từ 1 đến n và em cell thằng a y ra nhé, chứ không được đưa cả cái mảng đấy ra. Nha, sau đó thêm dấu cách nhé. Đứa nào cười to đấy. Rồi. Anh mình còn cười to gấp đôi. Mệt quá. Đó, bài 69. Không, thỉnh thoảng mình làm như thế thì các bạn khác mới ngộ ra, các bạn khác cũng nghĩ thế. Đây, bài 70 cũng thế. Chỗ này em for chạy từ 1 đến n, em xe thằng bi ra. Mỗi thằng cách nhau bởi một. À, lưu ý rằng thằng này nó có 2 nhân n phần tử nhá. Em phải xe cho tới 2 nhân n. Nó có 2 nhân n phần tử mà. Và các bạn nhớ cái kỹ năng nhân đôi mảng này nhá. Sau này ta sẽ có một số các cái bài tập nâng cao ở trong cái chuyên đề nâng cao là những kỹ thuật nhân đôi mảng. Rồi, hôm nay ta sẽ sang một cái chủ đề rất hay và là chủ đề về mảng hai chiều trong chi cộng cộng. Rồi, và phần này các bạn thực sự phải tập trung nhé. Dù đã biết rồi hay chưa biết thì coi như chúng ta tập trung để bảng danh thì bây giờ hình như là nó bay màu, đúng là không vào được thật. Rồi, hãy quên cái bảng danh đi. Để cho mình bắt đầu nhé. Đây, có Hoàng Gia Bảo đã vào rồi, Trần Gia Bảo cũng đã có mặt đầy đủ. Ta bắt đầu nhé. Hôm nay thầy trò mình sẽ sang cái chuyên đề về mảng hai chiều. Như vậy về phần nội dung thì ta gồm có phần mảng hai chiều và kiểu dữ liệu mảng hai chiều và kiểu sâu nữa là xong. Ở phần thứ nhất thì cho mình đã tìm hiểu về cấu trúc tuần tự. Phần thứ hai là câu lệnh rẽ nhánh. Phần thứ ba là câu lệnh lặp. Đấy. Phần thứ tư là kiểu dữ liệu mảng thì bao gồm có kiểu mảng một chiều và kiểu mảng hai chiều. Vậy thì hôm nay ta sẽ sang phần mảng hai chiều, cái khái niệm là như sau. À, kế tiếp ta sẽ sang phần phần mảng hai chiều. Về khái niệm về mảng hai chiều trong khi học lập trình thì ta nhận thấy rằng mảng hai chiều nó là một cái kiểu dữ liệu khá thú vị. Nếu như ở cái kiểu dữ liệu mảng một chiều thì nó chỉ bao gồm có một hàng, thì mảng hai chiều thì nó lại là dưới dạng là một bảng. Đấy. Thì mảng hai chiều là mảng hai chiều là tập hợp gồm có tổng quát lên là có m nhân n phần tử được bố trí, được lưu chữ thành m hàng và n cột tại mỗi ô. Một giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Ở đây thầy dùng tổng quát ra cho nó dễ nhớ là ta sử dụng mảng có kích thước m nhân n cho nó tổng quát, còn với bài toán khác thì nó có thể là đấy. Ví dụ thầy có một cái mảng A về khai báo về mảng hai chiều thì ta khai báo thì ta có tên kiểu dữ liệu rồi cách. Ở đây thầy sử dụng là cái này, kiểu dữ liệu, cách, tên mảng. Rồi mở ngoặc vuông, chỉ số hàng, chứ chỉ số thầy viết tắt, rồi ghi luôn được. Đóng ngoặc vuông, rồi mở ngoặc vuông, chỉ số cột.
Đã, tối đa. Đấy, chấm phẩy. Đây là câu lệnh khai báo một cái mảng hai chiều. Ví dụ như thầy khai báo cái mảng A có kích thước tối đa là 1.000 nhân 1.000 chẳng hạn. Mà mỗi phần tử có nhỏ hơn 10 mũ 9 nhé. Thì trong C cộng cộng ta sẽ viết là INT là mảng A có tối đa là 1.000 nhân 1.000 phần tử. Thông thường thì ta sẽ khai báo đi thừa đi vài phần tử. Đấy. Thì ta sẽ khai báo như này. Và khi đó thì ta nhận thấy rằng là việc truy cập vào từng phần tử có dạng là tên mảng mở ngoặc chỉ số hàng mở ngoặc vuông chỉ số cột. Đấy. Ví dụ như là để truy cập vào phần tử thứ y ở hàng y cột g thì nó sẽ là a y g. Thì khi đó mình có thể c in thằng a y g, mình có thể read có thể c out thằng a y g, có thể mang thằng a y g vào tính toán các cái giá trị khác nhau. À, 1 triệu dữ liệu bình thường mà nó tương ứng với mảng 10 mũ 6 trong C mảng 1 triệu. À, đúng rồi Huy ơi, cái bảng ranh nha, không phải lỗi mà là nó bị tràn kiểu dữ liệu nên kết quả chấm mình xem ở trên trang cá nhân của mình nhé, trên cái trang cá nhân nó hiện ra các bài bạn đã làm được. Hôm nay lớp mình có một số bạn ở bên lớp nâng cao, mà hình như có bạn nào bên lớp nâng cao nhảy sang học cùng người ta chứ nhỉ, có anh Minh Gia Bảo, Lâm Thiên, Nguyên Tuấn Anh, Trung Gia Bảo, Mai Băng, các bạn kia cứ thử sang học cùng mình. Rồi thầy rủ các bạn sang học cùng lớp mình mà giờ sao chưa thấy bạn nào sang. Rồi bây giờ đó là cách khai báo, cách làm việc với mảng hai chiều ví dụ như thế. Vậy thì AEG người ta gọi nó là giá trị của OEG, còn cái cặp chỉ số EG thì được gọi là vị trí của phần tử của một phần tử nào đó, của phần tử vị trí của thằng AEG thì nó gọi là có chỉ số bao gồm có chỉ số hàng và chỉ số cột. Như vậy thì so sánh so với có sự khác biệt giữa ở mảng một chiều và mảng hai chiều. Nếu như ở mảng một chiều thì nó bao gồm có mỗi một chỉ số thôi thì mảng hai chiều nó có hai chỉ số. Khi bình thường thì ta có AI thì ở bây giờ nó sẽ có AEG. Vậy thì việc nhập giá trị thì bình thường mình for i chạy từ 1 cho đến n để nhập mảng một chiều. Thì ở mảng hai chiều nó có thêm chỉ số j, do đó mình cần for thêm cả chỉ số j nữa. Đấy. Vậy thì đó là cái khái niệm về mảng hai chiều. Bây giờ ta sang cái bài tập đầu tiên. Cũng không vấn đề gì bởi vì cái máy tính bây giờ cái không gian bộ nhớ nó khá lớn. Mình có thể lên tới được là 10.000. Nhưng thông thường thì trong khi đi thi người ta nó khoảng tầm 1.000 nhân 1.000 là tối đa rồi. Còn code trên Pascal nó chỉ có 300 nhân 300 thôi. Rồi bây giờ ta sẽ sang đó là phần khái niệm về mảng hai chiều. Như vậy ta có thể hình dung được được rằng mảng hai chiều là tập hợp các phần tử có cùng kiểu dữ liệu được sắp xếp thành các hàng và các cột trên một cái bảng hình chữ nhật bao gồm có m hàng, n cột, tổng quát lên như vậy. Việc truy cập vào các phần tử thì ta truy cập qua thông qua tên tên mảng, chỉ số hàng và chỉ số cột. Lưu ý chỉ số hàng ở trước, chỉ số cột ở sau nhé. Và nếu AEG là giá trị thì EG sẽ là vị trí của phần tử đó. Và các bạn ta cần phân biệt ở đấy. Bây giờ ta sang cái bài toán đầu tiên.
Nguyên mà khai báo như thế thì bay màu Nguyên nhé, chỉ khai báo lên tới 10 mũ 6 thôi. Rồi ta sang cái bài tập đầu tiên là bài là cho mảng hai chiều có kích thước m nhân n, hãy tính tổng các phần tử là số chẵn ở trong mảng và đưa tổng các phần tử tính được ra. Bây giờ thầy cho một cái mảng có kích thước là 3 hàng 4 cột dãy số 1 và 2. Đấy. Đây là một cái mảng có gồm có 3 hàng 4 cột. Bây giờ các bạn sẽ yêu cầu đề bài là cho một mảng A có kích thước m nhân n, yêu cầu là tính tổng các phần tử là số chẵn trong mảng. Là số chẵn trong mảng và đưa nó ra. Đấy, ta có cái bài tập đầu tiên về mảng hai chiều. Rồi. Vậy thì với cái bài 791 này, nó là bài 791, 792, 793 à, bài 7 giờ thì nó bị tránh bị trùng với tên bài có sẵn. Thì với bài này thì ta có cái thuật toán các bạn đều nhận thấy như này. Rõ ràng cái ý tưởng thuật toán của bài toán ta là đầu tiên làm gì thì làm, ta cũng sẽ phải nhập cái mảng này vào ở trong bộ nhớ, đúng không? Như vậy thì sau khi nhập nó xong thì mảng A đã có giá trị. Bây giờ với một cái mảng A kích thước m nhân n, ta sẽ thực hiện yêu cầu là tính tổng các cái phần tử thỏa mãn điều kiện bài toán. Để tính tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện thì ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt. Đấy, ta duyệt trên mảng đấy. Vậy thì ta có ý tưởng thuật toán. Là ta sẽ thực hiện duyệt trên mảng hai chiều. Ta duyệt từ hàng 1 cho đến hàng m. Sau đó ta thực hiện là duyệt từ cột 1 cho tới cột n. Đấy. Đến cột thứ y thì ta có giá trị là aiz. Đề bài người ta yêu cầu tính tổng các phần tử là số chẵn. Rồi. Nếu aiz là số chẵn thì ta đẩy vào trong tổng. Và tổng S. Và tổng S. Đó là ý tưởng thuật toán của ta như vậy. Vậy thì ở trong cosi cộng cộng thì ta cũng sẽ làm tương tự, là ta sẽ for trên hai. Như vậy thì ta nhận thấy rằng mảng hai chiều nó hơi khác mảng một chiều ở chỗ là nó ta for hai vòng với mảng hai chiều. Ở lập trình nâng cao thì các bạn có thể sử dụng mảng 3 chiều, mảng 4 chiều. Đấy. Nhưng mà thông thường thì phổ biến đầu tiên ta sử dụng mảng một chiều và mảng hai chiều trước. Rồi, với ý tưởng như trên thì bài toán này ta sẽ chi tiết hơn thì ta có bước 1. Ta thực hiện là nhập m và n, nhập dữ liệu nói chung. Bước 2 ta thực hiện là duyệt như trên. Bước 3 ta đưa e ra. Ở chỗ này thì ta nhớ là trước khi duyệt thì ta thực hiện cái công việc là khởi tạo. Bởi vì ta đang tính tổng mà nên ta khởi tạo S bằng 0. Sau đó ta thực hiện duyệt giống như ở trong khung bên trên. Đấy, để duyệt như trên này thì tốt nhất khi trình bày thuật toán thầy sẽ copy lại ở chỗ này. Đấy. Đấy. Duyệt y chạy từ 1 đến m, ta chạy chỉ số hàng trước, chỉ số cột sau, khi đó nó sẽ chạy theo hàng ngang xuống dưới, chạy theo hàng ngang xuống dưới, chạy theo ngang. Đấy. Nó cứ chạy từ đầu hàng đến cuối hàng. Từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, cột đầu tiên đến cột cuối cùng. Sau đó nó thực hiện đưa giá trị S ra. Đấy. Ở đây thì ta cần có một cái bước nữa là bước thực hiện khởi tạo S ban đầu bằng 0. Đấy. Trước khi thực hiện các cái bước như trên. Đó, ta đưa S ra. Vậy đây chính là phần này, ý tưởng của toán ra. Cho nó vào đây. Rất rõ ràng nhé. Rồi, ta cài đặt chương trình cho, xin mời các em. Trong lúc các bạn cài đặt chương trình thì thầy sẽ xin test đây.
Bye bye. Xin mời các bạn cài đặt chương trình nhé. Trong những lúc mà để chương trình thầy ngồi tạo test tí đỡ buồn. Khi làm bài này thì người ta nhận thấy rằng AEG của mình ta thấy AEG nó là cái thằng kiểu dữ liệu INT. Vì thế khi ta duyệt ta tính tổng các phần tử, trong trường hợp may mắn là toàn bộ tất cả các phần tử, trường hợp tất cả các phần tử thỏa mãn điều kiện của bài, thì khi đó ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán, đó là cộng nó vào. Và khi t cộng tất cả các phần tử là 10 mũ 9 vào thì nó có sẽ có m nhân n, nó có khoảng tầm 10 mũ 6 thành phần 10 mũ 9. Từ đó do thì ta phải lưu ý cái biến s của ta phải lưu ý phải khai báo kiểu log log. Bởi vì khi đó s của mình nó sẽ vượt quá kiểu dữ liệu so với cái giá trị nó tính toán. Vậy thì bài này tên là bài số bài 79. Phía bên kia các bạn cùng làm nhé. Khi sử dụng mảng hai chiều thì các bạn nhớ luôn sử dụng cái tham số Nmax, cái hằng số Nmax nhé. Thì khi đó khai báo cái mảng A trông nó ngầu hơn nhiều. Chứ đừng ghi chữ 1.000 nhân 1.000 trông nó rất chi là quê quê. Không. Đấy, ta khai báo biến S là kiểu long long. Rồi. Ta làm việc luôn. Bài này tên là bài 791. Các bạn tranh thủ cài đặt luôn nhé. Cố gắng code đến đâu đẹp đến đấy. Rồi, sau khi nhập giá trị MN là chỉ số hàng, chỉ số cột xong, bây giờ mình mới thực hiện duyệt đọc giá trị. Ta duyệt chỉ số hàng trước. Rồi. Sau đó ta thực hiện đọc giá trị các phần tử trên mảng hai chiều. Bây giờ với đề bài người ta yêu cầu là thực hiện tính tổng các phần tử là số chẵn. Vậy thì mình phải khởi tạo biến s bởi không. Sau đó ta sẽ thực hiện duyệt lại. Khi duyệt trên mảng hai chiều vòng lặp for các em nên sao chép copy cho nó nhanh chứ tránh tình trạng cứ ngồi gõ đi gõ lại tốc độ gõ thì của thầy trò mình nó cũng chưa được cao. Vì ta sẽ làm cho y chạy một là di chạy từ một đến n nếu ai di là số chẵn, nó là số chẵn khi nó chia dư cho hai có phần dư bằng không thì khi đó nó là số chẵn. Thì ta tăng cái s lên một lượng là AEG. Đấy. Thực hiện xong công việc này, cái ta thu được S là kết quả của bài toán. Thì ta đưa thằng S ra. Trên thực tế thì hai vòng for này vì đây là mình trình bày cho nó dài dòng ra một tí chung ạ.
Việc em gộp cả thằng này và bao gồm tính tổng trong cái quá trình vừa đọc dữ liệu vừa tính tổng luôn, với việc tách nó ra như thế này, về cơ bản là độ phức tạp của thuật toán nó tính theo bằng giá trị lớn nhất của từng đoạn chương trình, do đó mắc của thằng này với thằng này là bằng nhau, đều là có độ phức tạp là m nhân n, nên làm theo hai cách thì độ phức tạp là như nhau. Cốt chương trình như thế này nó dài hơn đôi chút nhé, còn lại thì thời gian thực hiện là bằng nhau. Ở đây thầy muốn làm tách biệt ra rằng đây là việc nhập dữ liệu ở bước 1, việc thứ hai là khởi tạo giá trị, việc thứ ba là duyệt trên mảng hai chiều đếm, thực hiện tính tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện, và cuối cùng là đưa ra kết quả. Và ta thêm tệp mới vào. Rồi, ta lấy một cái mảng hai chiều. Thầy khuyến nghị với tất cả các em là khi làm bài tập về mảng hai chiều tuyệt đối là phải sử dụng luôn luôn làm việc với tệp. Thầy cũng sẽ không hài lòng với trường hợp đó là các bạn cứ nhập đi nhập lại cái mảng hai chiều chạy bằng tay, chạy bằng cơm. Cái điều này là điều vô cùng không nên. Hoàn toàn được chung nhé. Khi thực hiện các phép toán phức hợp hơn, phức tạp hơn thì ép nó sang. Như thầy được biết thì khi ta sử dụng cái thằng phép tính cộng f bằng s cộng ai thì nó vẫn ra long long. Nhưng khi ta thực hiện các biểu thức phức hợp thì ta phải ép kiểu dữ liệu sang long long. Rồi, thế như vậy thì dữ liệu làm việc với bài tập mảng hai chiều luôn phải làm việc với tệp. Nói chung là làm việc với mảng. Nói chung là khi lập trình các em lưu ý chỗ đấy nhé, tránh tình trạng các bạn cứ nhập đi nhập lại cái mảng hai chiều, thời gian các em nhập ý, cái thằng ngồi cạnh nó chạy ra kết quả lâu rồi, thời gian đâu mà ngồi nhập đúng không? Đấy, nó ra kết quả bằng 26, thầy thử tính xem 2 cộng 4 là bằng 6, cộng 2 nữa là 8, cộng 4 nữa à cộng 6 nữa là 14, cộng với 2 nữa là 16, 16 cộng với 10 là 26. À, thực tế là hôm nay thầy đổi góc view thôi, cộng với đây là một cái áo thầy mới săn sale giảm giá hôm cách đây khoảng tầm 3 tháng thầy mới mua được. Cái áo nó là 250.000, thầy săn sale giảm giá chỉ còn có 199.000. Nói chung là không giảm được bao nhiêu. Đó là một câu chuyện buồn. Hôm nào kỹ năng săn sale thầy phải hỏi lại băng với Trung các bạn ở trong lớp mới được. Biết đâu anh Minh lại chia sẻ, thầy ơi em có kỹ năng săn sale siêu to khổng lồ. Rồi, ta nói thế thôi, thế các bạn chuẩn bị chia sẻ code bài làm của mình nhé. Thầy vừa chia sẻ code của các bạn, cái của thầy bây giờ khổ thân băng, thôi cố gắng học đội tuyển sau thì sẽ chắc chắn sẽ giàu. Mà trường hợp mà không giàu nữa thì ta mở cây bán xăng dầu, kiểu gì nhà mình cũng có dầu. Các em cứ bị đáng ra các bạn phải gửi test cho thầy, chứ bây giờ thầy ngồi thầy tạo test này thì thấy hoang mang quá. Anh Minh bắt đầu thể hiện kỹ năng thượng thừa của mình. Nào, code chương trình bài này nha nhá. Các bạn chuẩn bị chia sẻ bài làm của mình. Đây thầy đang phần tập test. 3 phút nữa là sẽ có test để test chạy bằng cơm. Do
Các bạn thấy thầy đang chia sẻ cái cách làm test nhé. Các bạn lưu ý rằng thì trong khi đi thi thì các bạn phải nghĩ ra được những cái test khác nhau. Đấy, nghĩ ra được cái các cái test khác nhau để kiểm thử xem chương trình của mình chạy có đúng hay không. Để tránh tình trạng mình ngộ nhận, ví dụ như mình lấy một cái test kích thước 2 x 3 đúng rồi, tí nữa các bạn phải thử lấy cái kích thước 4 x 4 rồi kích thước 1 x 1. Phải lấy những cái test hiểm như thế. Có chuyên gia cho rằng là trong quá trình giờ thi, nếu các em sinh ra được khoảng 10 test và các em chạy ra kết quả và các cái kết quả này nó đúng với so với thực tế thì về cơ bản chương trình của các em đã đúng được. Đấy. Hết tất cả các cái test bé ở chương trình. Và như thế thì đi thi thì chắc chắn là cái phần câu đó mình không bị mất điểm. Đấy. Mình không bị mất điểm. Và cái quan trọng nhất là một khi đã không bị mất điểm thì cơ hội có giải cao của mình nó sẽ cao. Hiện nay thì các cái trường đại học thì người ta bắt đầu từ giải xét ưu tiên xét tuyển thẳng đại học đối với các bạn học có học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học, nên các em lưu ý trong 3 năm cấp 3 các em cố gắng đặt ra các cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cho mình. Các bạn nào mà ở các tỉnh khác giống như thế nào, như ở tỉnh Yên Bái thì các em học sinh cấp 2 có giải học sinh giỏi cấp tỉnh thì được tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông lớn ở trong tỉnh trừ trường chuyên ra. Còn lại tất cả các trường phổ thông lớn đều tuyển thẳng các bạn có giải cấp tỉnh, nên đó cũng là một cái cách tốt để các em tập trung ôn luyện tốt để mình. Thầy xứng cười băng cái hí hí hí. Đúng thật là trong cái giờ thi, việc mình chứng minh được rằng thuật toán mình làm đã đúng và cái thì khi đó cái test mình sinh ra cũng phải đúng theo cái thuật toán mình nghĩ. Chỉ thầy Lê Minh Hoàng là cái chuyên gia hàng đầu, thầy có một lần nói chuyện thì thầy có nói đến là trong giờ thi ấy, các em đã nghĩ ra được thuật toán thì các em phải cài đặt thành công được nó. Còn cái trường hợp mà không nghĩ ra được nó thì không nói làm gì, bởi vì khi đó mình chưa đủ năng lực, nhưng đã nghĩ ra được thuật toán thì các em phải cài đặt được thành công nó. Vậy thì trong cái khoảng thời gian học cái phần lập trình cơ bản, các em rèn cho mình full kỹ năng lập trình để đảm bảo là các em có thể bài kia là bài. Chỉ sợ nhất là mình nghĩ ra thuật toán nhưng mà không cài đặt được thuật toán thì đúng thật là không còn gì để nói. Thầy vừa chạm vào cái màn hình của thầy nói ngửa lên trời đấy, hệ thống nâng chấm bài của Nguyên. Các bạn tiếp tục là làm bài nhé. Các bạn nào làm xong bài này thì các em bài 791 đã có test rồi, các em nộp bài lên server nhé. Đợi tí ông thầy loát các cái thư mục. Khi làm việc với mảng hai chiều thì các em lưu ý độ phức tạp tối thiểu của duyệt trên mảng hai chiều như bài này ta vừa làm thì nó sẽ là hết bao nhiêu. Nào, xin mời các bạn từ để thầy quét thư mục chấm bài trực tuyến. Rồi, đấy nó mà quét các thấy bài của chung.
Rồi, băng đề xuất là ôn hòa bình. À, thầy hỏi lại các bạn ở trong lớp nhé. Hãy cho biết với đoạn chương trình bên trên độ phức tạp của thuật toán là bao nhiêu? Nào, xin mời các em cho kể cả những cái người rất chi là âm thầm như Hoàng Gia Bảo cũng đề nghị comment nhé. Cho người sống rất là hướng nội. Nào Nguyên nào. Huy đâu nữa? Hãy cho thầy biết độ cho đoạn chương trình trên có độ phức tạp thuật toán là bao nhiêu? Anh Minh. Nhìn đoạn bên trên dự đoán này. Ông Nguyên ông cho bằng 1.000 ông sắp bị ăn phim trưởng rồi đấy. Rồi, thầy đã nhận được ít nhất là 4 kết quả khác nhau. Xin mời các em cho comment độ phức tạp thuật toán của đoạn chương trình bên trên. Để thầy biết xem các bạn đã biết được cái kỹ năng này chưa? Trong phần lập trình cơ bản có một kỹ năng bắt buộc các em biết được, đó là phải biết được cái cách đánh giá độ phức tạp của thuật toán mà mình đã làm. Hoặc là các em đọc được một code của ai đấy. À, băng đã chỉnh sửa thành M nhân N. Được. Sao chung lại có yêu ấy gì đấy? Ở đây thì ta nhận thấy nhá, các em để ý là thầy hướng dẫn lại cách cách tính độ phức tạp của thuật toán nhá, chung cho kết quả cũng giống như băng và ở bên trên thầy thấy ai cũng ra kết quả M nhân N nhỉ. Mai Thị Thiên, ở đây thì các bạn nhận thấy này, để đánh giá độ phức tạp của thuật toán, ta đánh giá độ phức tạp thuật toán của các đoạn chương trình. Cái đoạn chương trình nhập dữ liệu này ta có hai vòng for lồng nhau, vòng này for cho tới m, vòng này for cho tới n, nên độ phức tạp thuật toán là số lượng phép toán tối đa cần thực hiện trong chương trình. Nó viết tắt bởi ký pháp bởi chữ O in hoa, gọi là ký pháp O lớn đấy, nó sẽ bằng là m nhân n đấy, nên độ phức tạp của thuật toán ở đoạn này là mất của cái vòng for này là mất O m nhân n. Kế tiếp cái đoạn dưới này để kia đến để tính tổng các phân tử là số chẵn thì nó duyệt trên mảng hai chiều, và nếu mà phân tử thứ a y thỏa mãn điều kiện thì nó tính tổng, thì cái việc này và hai vòng for này nó cũng mất m nhân n, chỗ này ô một không tính làm gì, vậy ở chỗ này nó cũng là ô của m nhân n. Để tính ra độ phức tạp thuật toán của toàn bộ chương trình thì nó sẽ lấy giá trị lớn nhất của hai thằng này và lớn nhất của thằng ô m nhân n, chính là ô m nhân n. Vậy thì ta kết luận độ phức tạp thuật toán của đoạn chương trình trên là m nhân n, và khi đó mn sẽ tối đa lên sẽ m nhân n sẽ tối đa là 10 mũ 8. Em lưu ý nhá, m nhân n nhỏ hơn bằng 10 mũ 8. À, trên thực tế với cái máy chấm thi học sinh giỏi thì bình thường thì ở cấp tỉnh đổ lại thì nó chỉ chạy lên tới 10 mũ 6 thôi, 10 mũ 8 nó eo ngay. Thì nó thưởng khoảng tầm 1.000 nhân 1.000 thôi. Rồi, đó trên đây là cái cách thầy hướng dẫn các em tính độ phức tạp của thuật toán với bài toán này. Rồi bây giờ ta sẽ mời các em nộp bài, hiện tại mới có 3 bạn, 4 bạn, 1, 2. Rồi thầy lại nhiều thầy băng nộp bài. Rồi bây giờ ta sẽ làm bài kế tiếp nhá. Các bạn nào chưa nộp bài, xin mời các em nộp bài lại. À, bảng ranh nó vẫn đang bị bay màu, các em xem kết quả trên trang cá nhân của mình nhá. Nó xem điểm của mình và các em click vào để xem chi tiết sai hay không. Rồi Thiên có hỏi là nó à anh Minh đã được 10, Thiên có hỏi thầy xem giúp em nó bị sai. Thầy chào mình cùng sẽ giải quyết luôn. Các em khác nộp bài có vấn đề gì thì các em comment nhanh để thầy cho mình đánh nhanh thắng nhanh cái phần này để chuyển sang phần kế tiếp. Bài này bài 8, Thiên đã nộp bài đâu em? Em chưa nộp, lần sau nộp rồi hãng nói nhé. Thôi, nói vui vậy thôi, em cứ chia sẻ màn hình đi. Nào, anh Minh cấm cười. Rồi, xin mời Thiên chia sẻ bài làm, nhanh tay.
Ớ kể ra cái áo này lên hình nó cũng đẹp ghê. Đúng là hàng Sunsail có khác. Có mỗi chất liệu hơi nóng một tí, nó làm bằng sợi tre. À, chỗ N em khai báo xuống nó chỉ có là 1.000 thôi em. Vừa rồi em đang cho lên tới 1 triệu. 1 triệu nhân 1 triệu thì bay màu ngay. 1005 thôi. Thêm bỏ đi một số 0, thêm một số 5. Rồi. Rồi như vậy là cái phần của em chạy đời chắc là sẽ ra kết quả đúng thôi. Ta cùng hy vọng. Có bạn nào gặp khó khăn ở bài này không? Cũng tùy máy và cũng tùy thời điểm, nhưng mà theo thầy kinh nghiệm của thầy thì ta chỉ cần lấy tầm 1.000 là vừa nhé, Gia Bảo nhé, Trần Gia Bảo. Các bạn khác kết quả thế nào chứ thầy thấy ở trên bảng ranh, à thầy thấy bạn nào vừa chấm nó ra được, sao kết quả khác đáp án. Rồi xin mời Lâm chia sẻ bài làm của mình nào. Mà thôi thầy mở đây luôn bài của Lâm nha. Đây bài của Lâm đang bị sai ở chỗ, à đây là em lại nhập ngược lại NM à. Đây Lâm ơi, ở đây thầy cũng chỉ các bạn luôn nhé. Trường hợp của Lâm này thì có một chút vấn đề ở chỗ này. Với cái đề bài ngay từ ban đầu thầy gọi kích thước mảng này có kích thước M nhân N, do đó cái biến M của thầy nó có được gọi là chỉ số hàng, nên mình sẽ for i chạy tới M. Biến N là chỉ số cột nên mình sẽ for j chạy tới N. Vậy thì ở đây em đấy, ngay từ lúc đầu đọc dữ liệu em lại đọc cả hai biến là NM, nó hơi bị ngược một tí nhưng không sao. Khi đó N của em đóng vai trò chỉ số hàng, M chỉ số cột. Như vậy em for i như for i j như này là hoàn toàn đúng. Nhưng mà đến ở cái đoạn mà em for lần thứ hai ấy, thì em lại gặp một chút vấn đề. Ở vòng for thứ hai thì em cho i chạy tới N và j cũng chạy tới N. Như vậy thì cái bảng kích thước M nhân N của em nó chạy chưa hết. Em mới chỉ chạy cho tới kích thước N nhân N thôi. Vì thế nên em sửa lại ở chỗ này nhé. Nếu theo kinh nghiệm của thầy sửa thì em nên giữ nguyên cái đoạn bên trên này. Em xem N là hàng, M là cột. Thì chỗ này em chỉ cần sửa lại chỗ này. Chỗ này thành M là được anh Minh nhé. Đấy. À, Lâm nhé. Chỗ này Lâm nhé. Chỉ cần sửa lại chỗ này là thành M là được. Còn lại chương trình của em đã ok rồi. Sửa lại chỗ này là j nhỏ thu m nhé. Nhưng lưu ý rằng khi làm bài tập về mảng hai chiều, đây là trường hợp đầu tiên Lâm mắc phải. Nhưng đây là cái lỗi mắc phổ biến nhất khi làm bài tập mảng hai chiều, là các em nhầm lẫn giữa chỉ số hàng và chỉ số cột. Lưu ý hàng nó chạy trước, sau đó mới chạy cột. Tất nhiên ta có thể for cột trước chạy hàng cũng được, bởi vì đằng nào đi nữa ta cũng duyệt trên mảng hai chiều này. Nhưng ta phải biết được rằng cái cận cuối, cái bảng này có bao nhiêu hàng và có bao nhiêu cột, thì các em sẽ for đúng được thôi. Rồi, các bạn đều nhận thấy được cái điều này. À, vừa rồi có ai hỏi cái Nguyên có hỏi bà thầy ơi, bài 800 tính số lượng và in số đó ra. Thầy xem lại cái bài 800 nhé. Cho mảng hai chiều kích thước M nhân N và số nguyên dương K, đếm số lượng các phân tử có giá trị bằng K và đưa kết quả tính được. Vậy đưa kết quả đây gọi là đưa số lượng tính được ra. Ví dụ như bây giờ thầy lấy lại cái mảng ở bên trên cho ba hàng bốn cột. Đấy, thầy lấy cái input đấy. Và bây giờ thầy cho cái giá trị K có giá trị bằng 6 đi. Đấy, đây ta có ba hàng, đây này, hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Bốn cột, cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, đấy nó có bốn cột. Này. Vậy output nó chung cho ra nó bằng 2. Và tại sao bằng 2? Bởi vì đề bài người ta hỏi với K bằng 6 thì trong cái mảng kích thước 3 nhân 4 này có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng 6? Ở đây ta thấy có thằng này bằng 6, thằng này bằng 6. Ok, nó đưa ra là 2. Nha. Rồi, như vậy thì ta đưa với bộ test này thì
ta sẽ nghĩ ngay đến ý tưởng bài toán là người ta đếm số lượng các phần tử có giá trị bằng k. Nó cũng giống như bài tập đếm số lượng các phần tử bằng k trên mảng một chiều ấy, ta thực hiện tìm kiếm tuần tự và nếu thỏa mãn điều kiện thì ta tăng biến đếm lên. Vậy thì ta sẽ quay sang ý tưởng giải thuật của phần này về thuật toán, các bạn làm luôn nhé, xong chờ 10 giây. Thuật toán của ta với bài này thì ta thực hiện đầu tiên ta nhập m, n và k và sau đó ta nhập mảng A. Rồi sau khi nhập ta như lưu ý m là chỉ số hàng, n là chỉ số cột nhé. Bảng ranh vẫn bay màu thiên nhé, ta xem kết quả chấm cá nhân của mình. Thực tế bảng ranh chị Băng vẫn đứng trên trên mình trên kia một mình, nhưng mà mọi người nhìn mãi cũng chán nên chắc nó ẩn đi thôi, hoặc là do áp lực của mọi người đuổi theo ác quá nên ra bảng ranh nó bay màu. Rồi bây giờ ta quay trở lại để đếm số lượng các phần tử có cái giá trị bằng k thì đúng rồi, có khả năng là ở bên trên nó đóng băng mất rồi nên bảng ranh không hiện lên được theo đúng từ băng. Đếm số lượng các phần tử có giá trị bằng k thì ta thực hiện là khởi tạo biến dữ liệu sau lên, sau đó ta thực hiện khởi tạo biến đếm. Biến đếm ta nên thường sử dụng biến z vì đếm là trả về số lượng các phần tử trong mảng nên nó có tối đa là m nhân n phần tử, nên biến biến z ta vẫn khởi tạo là kiểu int thôi. Thiên còn sẽ lâu lắm rồi chưa thấy Thiên lên lần nào hay sao ấy. Duyệt y chạy từ 1 đến m, di chạy từ 1 đến n. Bây giờ người ta hỏi rằng cái phần tử này có giá trị bằng k hay không? Đây, chỗ này đây, có giá trị bằng k hay không? Thì khi đó thì ta gọi nếu ai bằng k. Đấy. Thì ta sẽ thực hiện tăng biến đếm lên một đơn vị. Sau đó ta đưa thằng Z ra. Đó là cái ý tưởng thuật toán là như thế. Như vậy ý tưởng của ta là ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các phần tử, nếu nó thỏa mãn điều kiện của bài toán thì tăng biến đếm lên một đơn vị. Trước vòng lặp biến đếm ta khởi tạo bằng 0. Rồi bây giờ ta quay trở lại cốt chương trình. Bài này là bài 800. Thì các bạn nhận thấy như sau. Ta chơi bước 1, ta nhập m, n và k. Chỗ này phải zoom to lên một tí. Khi cài đặt các bạn nhớ giữa toán tử và toán hạng cách nó ra cho nó đẹp. Thứ hai, ta duyệt để đọc mảng A. Rồi. Sau đó ta khởi tạo biến z là biến đếm. Biến này lưu số lượng. Thì ở đây ta khai báo bổ sung thêm biến z. Để xóa một dòng, các em ấn tổ hợp phím Ctrl với phím L để xóa một dòng. Chữ L nhé. Để xóa một dòng. Rồi ta khởi tạo red bằng 0, ta cho y chạy từ 1 đến m, z chạy từ 1 đến n. Nếu a, y, z thỏa mãn điều kiện bài toán. Bài toán ở đây đó là nếu a, y, z có giá trị bằng k. Này, bằng k. Bằng k. K chính là cái giá trị vừa nhập thứ ba đấy. Thì ta thực hiện tăng biến đếm lên. Thì ta red, ta thực hiện là cộng cộng. Hoặc ta ghi red bằng red cộng 1. Vậy thì giữa ý tưởng thuật toán và cốt chương trình mình đã mô phỏng theo đúng bước 1 nhập giá trị, bước thứ 2 khởi tạo, bước thứ 3 duyệt trên mảng hai chiều, nếu nó thỏa mãn điều kiện bài toán thì đưa nó ra, sau đó ta đưa thằng Z ra. Thực tế thằng if đồ phức tạp thuật toán của nó là một chung nhé, nó là O1. Bởi vì biểu thức điều kiện nó chỉ so sánh một phát thôi mà theo nguyên tắc loại bỏ hằng số thì nó có cái hằng số bé, tức là C nó có một cái nguyên tắc loại bỏ hằng số như thế này. Nếu nếu cái hàm thứ nhất có độ phức tạp là fx, nói chung ấy là một đoạn chương trình khác mà có độ phức tạp là C của fx đấy, thì theo nguyên tắc loại bỏ hằng số thì độ phức tạp thuật toán vẫn là fx nhé. Theo với C là một hằng số, là một số nguyên, thì theo phương pháp loại bỏ hằng số thì C nó vẫn là một fx nhé. Bởi vì người ta chứng minh rằng là khi 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 tồn tại một hằng số C mà độ phức tạp của đoạn này là C nhân fx
thì nó sẽ tồn tại một cái hàm số g. Gx nó sẽ bằng là c nhân fx, mà nói tổng quan lên thằng fx với thằng gx thì bậc của x nó vẫn là một, do đó nên độ phức tạp thuật toán của nó sẽ vẫn là ô của cái giá trị x này. Nên trong cái khi chứng minh độ phức tạp của thuật toán thì nó có cái nguyên tắc loại bỏ hằng số, nguyên tắc tìm giá trị lớn nhất. Sau này về học về IT các bạn sẽ phải vận dụng nó rất tốt để giải quyết các bài toán xem mình làm đã tối ưu chưa, cốt của người khác làm đã tối ưu chưa. Ừ. Rồi bây giờ ta với cái đoạn như trên vậy thì ta sẽ làm bài 800. Tranh thủ thầy cũng test luôn bài 800, mình như chưa có test. Ừ, chính xác. Bài này thì nó sẽ xác định xem là cách mình làm đã tối ưu chưa. Hoặc là sau này các em đi gia công phần mềm của nước ngoài ấy, thì các phần mềm của nước ngoài người ta cho mình cái code sẵn rồi. Do đó có một số đoạn thì họ xử lý cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng có những đoạn người ta xử lý rất ẩu, độ phức tạp thuật toán nó cao. Vậy thì mình phải code lại. Nên trong cái ngành công nghệ phần mềm của các em nó có hẳn một cái chuyên ngành, à, có hẳn một cái công việc đó gọi là công việc gia công phần mềm. Có cái tên nó kiểu rất cơ khí, gia công phần mềm. Đó, khi các bạn mua các ví dụ như các em mua một cái ứng dụng game của nước ngoài, công ty của em mua một ứng dụng game của nước ngoài. Sau đó công ty của em yêu cầu nhóm lập trình edit lại cái game đấy để về dưới dạng tổ chức thành game cho Việt Nam. Thì khi đó mình phải mở code ra mình edit. Và cái trong quá trình mình edit thì mình phát hiện ra là có một số chỗ nó làm chưa tối ưu. Và nó đã chưa tối ưu thì mình phải cải tiến nó thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Chỗ nào bảo mật chưa tốt mình phải làm tốt hơn, thì nó được gọi là gia công phần mềm. Là các bạn tranh thủ làm nhá, thầy vẫn dựa vào một cái project để làm ngay. Nó vào có hai, à, đúng rồi, như vậy đây là một test. Em mở cổ. Rồi xin mời anh em bạn bè post bài này nhé. Đây là cái ta thực hiện này, yêu cầu là đếm số lượng các phần tử có giá trị bằng k. Mở rộng lên, đếm số lượng các phần tử là số nguyên tố, đếm số lượng các phần tử là số chính phương, đếm số lượng các phần tử vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố, tính tổng các phần tử lớn hơn hoặc bằng m, à, lớn hơn bằng x, nhỏ hơn hoặc bằng y. Đấy, là những cái bài toán phổ biến. Rồi tranh thủ lúc các em code thầy xin test bài này nhé. Và bài 791 đã có test rồi thì thầy mời các bạn tiếp tục là làm bài 800, mấy phút sau sẽ có test. Hiện nay thì trong quá trình dạy này thì thầy chạy test bằng cơm vậy. À xin test bằng cơm. Ra bốn. Khi xin test thì các bạn nghĩ ra được một cái output thì các bạn phải chạy bằng code chương trình của mình nhé, đừng có ngồi đếm kết quả nhé. Lúc đi thi ngồi đếm thường là đếm trượt đấy. Cứ phải chạy code của mình ra, sau đó mới ngồi đếm. À, từ từ Nguyễn, đợi thầy tạo test đã nào. Đợi bảo vội. Tạo test để tạo nhiều trường hợp. Test càng hiểm càng tốt. Bởi vì như test này nó ra không chẳng hạn. Ở khi nào sang cái lớp lập trình nâng cao thì các bạn ấy có một cái kỹ năng là kỹ năng sinh test. Tức là đề bài của các bạn làm thì ngoài việc các em nộp bài làm ra, các em cần phải nộp test nữa. Lạc quá.
Sau khi mình học ở phần lập trình nâng cao thì đa số với các kiểu dữ liệu nâng cao mình đều là for kiểu auto chung nhé. Thỉnh thoảng thầy show code của băng ra em đấy, thỉnh thoảng có bài băng vẫn sử dụng auto để chạy đấy. Thì for khi mình for auto thì nó sẽ tự nhận diện cái kiểu dữ liệu tương ứng của cái biến đấy. Đó, rất hay. Băng đã xong rồi à? Để đi, thôi. Băng xong đấy thì làm cái bài cái file ở trong bài tập nâng cao đi nhá. Cái file bài tập nâng cao nhớ nộp test băng nhá. Nhớ là làm bài và nộp test. Xong rồi à? Thế thầy chưa chưa nạp test của mọi người trong lớp nâng cao xuống. Đấy, cũng với một cái file test chỉ cần sửa đi các cái giá trị thì mình sẽ thu được ở các bộ test khác nhau. Okay, không phải ở trên bảng danh mà thầy về các bạn nộp test xong thì thầy mới nạp cái test của mọi người vào cộng với cái test của thầy thì mọi người mới chấm được. Sao anh Minh trông anh Minh trông mặt xanh lè đấy, thấy chị Băng chị mới tâm sự có 3 dòng thôi mà đã hơi chán đấy này. Giờ này thấy Hoàng Gia Bảo là rất âm thầm, Trần Gia Bảo thì thường vẫn lên tiếng, Lâm thì năm thì 10 họa, Thiên thì khi nào cần cấp cứu thì ới ngay. À, Huy đã vô hình trên bảng danh. Chắc là thôi các bạn cố gắng ăn. Hết tuần này chúng ta sẽ tổng kết tháng 7 để xem ai sẽ là người tốt đầu. Thầy sẽ sử dụng thêm ít để chấm hết một lượt. Đấy, các bạn là thì chị bạn đang spam máy thầy. Máy của thầy chạy có lẽ phải tới tuần rồi thầy chưa tắt hay sao ấy. Bởi vì làm server cho các em đợt này thì các em học sinh tích cực nộp bài quá không nỡ tắt. Sao Thiên kêu quát cái giống như gà kêu đấy. À, là một bài kiểm tra rồi, ok. Mấy hôm vừa rồi thì ngày hôm qua cuối tuần mấy hôm vừa rồi thì thầy lại cũng trùng với mấy cái công việc cá nhân nên bảo là làm một cái đề kiểm tra cho các bạn mà lại quên mất. Thế ta hứa hẹn cho hết tháng 7 nhé, để khi nào mình reset lại bảng danh thì khi đó mình làm một cái contest thì khi đó cái điểm nó nổi lên trông nó ngầu hơn. Rồi cái bài 800 có test rồi nhá. Xin mời bà con cô bác nộp để lên top nào. Thiên cố gắng code tới đâu nó hoàn thiện code đến đấy để tránh tình trạng là trong giờ thi mình không sửa được code của chính bản thân mình code ra. Nó cũng giống như là một cái sản phẩm lỗi do chính tay mình viết ra mình gửi tới khách hàng. Vậy hơn ai hết mình là phải là người hiểu nó.
và mình phải sửa được nó. Nói chung là vậy, nói vui vậy thôi. Xin chia Thiên chia sẻ cô đi em. Các em nào gặp khó khăn bài 800 thì xin mời các em chia sẻ nhé. Thôi Thiên chia sẻ cô đi. À, Trần Gia Bảo cứ nộp lại đi để thầy xem server nó có tự quét không. À, vừa thấy anh Minh nộp bài xong để thầy thử quét thư mục chấm trực tuyến xem nó có chạy không. Để thấy nó đang chấm bài của Trung này, của Minh này. À, Thiên đâu có cần trợ giúp 500 anh em trợ giúp đâu không? Rồi Thiên chia sẻ màn hình đi em. À có chứ. Cái việc đua tốc độ thì ta không thể bỏ được. Hôm nay thầy sẽ cho Trung thua bét tay lẻ nhè. Ừ, một lời thách đấu. Xong tí nữa mấy thầy trò mình thua bét tay lẻ nhè đúng không? Nào Thiên đâu chia sẻ bài làm đi em ơi. Cần chưa nào? Để thầy trò mình chuyển tiếp nào. À, Nguyên ơi, chờ một tí, mọi người đang nộp bài rất tích cực nên cái server nó chấm theo chạy theo phương pháp chạy bằng cơm rất chi là chậm. Thấy buồn vì Thiên quá. Băng lần này em chỉ cần thắng anh Trung là được thôi, không cần thắng mọi người đâu. Riêng giam quả đó à, nó ghi chưa chấm anh Minh từ từ bởi vì mà nó đang chấm cho bài một người khác. À anh Minh nó chấm xong rồi mà, cái thầy vừa thấy nó chấm cho anh Minh xong rồi mà. Đấy, đang chấm bài à, chị Băng chị đang spam bài 82. Rồi ta tiếp tục nhá. À, tranh thủ lúc máy nó đang bị spam thì ta tiếp tục sang bài kế tiếp là bài vị trí phần tử chia hết cho k. Nếu như ở các bài trước thì ta nhận thấy rằng độ phức tạp chung của cái bài toán này thì nếu đều là ô m nhân n thì ta thử sang xem bài tới nó sẽ như thế nào nhá. Là ý là Thiên chia sẻ màn hình đúng không? Và em chia sẻ màn hình đi Thiên. Mày dạng lên. Thiên ơi, em đang for CIN MN do đó cái vòng for i em for cho tới m. Em sửa lại vòng for i cho tới m, cả trên cả dưới em sửa lại cho tới m và tránh nhầm lẫn như thế lần nữa nhé. Ở vòng for i phía dưới vòng for j tới n là đúng rồi, theo tới n là đúng rồi, không i chạy tới m, j chạy tới n, m hàng n cột mà nhớ đó, bởi vì khi mình nhập thì chỉ số hàng nó sẽ đọc trước, tương tự như vậy. À, khi so sánh bằng ta sử dụng hai dấu bằng em nhé. Ta có các phép toán so sánh lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, bằng và khác. Đúng là nhìn cốt si xong rồi nhìn sang dép si trông nó thấy buồn cười. Chắc là ok rồi đúng không Thiên? Lưu ý nhé, lần sau không được sai những cái vị trí như thế. Khi đi thi thì ta chỉ sử dụng mỗi free open thôi chung nhé. Bây giờ hóa ra có hai đứa gà như nhau dùng Depsi. Băng tìm được đồng bọn. Rồi ta sang bài kế tiếp nhé, bài 801. Ở bài 801 trong một cái mảng hai chiều kích thước m rồi nhân n và số nguyên dương k đưa ra vị trí những phần tử của đấy. Bây giờ người ta không hỏi, người ta không yêu cầu tính tổng, người ta không yêu cầu đếm mà người ta hỏi vị trí của nó. Ví dụ đây tên này đây. Ừ.
Đây ta qua xem nhá. Đây là bộ test này, K của ta bằng 6. Đưa ra vị trí những phân tử chia cho K, bây giờ thôi về K thì cho bằng 2 đi cho nó bé bé tí. Vậy thì đây là M này, ta có 3 hàng 4 cột và K bằng 2. Hỏi rằng trong mảng này có những phân tử nào chia hết cho K. Ta thấy rằng có số 2 này, số 2 này nó ở hàng 1 cột 2. Như vậy thì nó sẽ hàng 1. Đây là hàng 1 cột 3, à cột 4. Hàng 2 cột 1, hàng 2 cột 2, hàng 2 cột 4. Hàng 3 cột 2, hàng 3 cột 4. Đấy, như vậy khi for trên mảng hai chiều nó sẽ for theo kiểu như này. Đi từ trái sang phải. Đi từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Và kết quả nghiệm của nó cũng sẽ như thế. Không được, học xong rồi đi đâu thì đi Nguyên. Em định đi với người yêu đúng không? Thầy sẽ mách mẹ. Rồi, vậy thì với bài toán này thì ta sẽ thực hiện yêu cầu. Em cứ xin mọi người bỏ vote bỏ phiếu đi. Mà mọi người mà đồng ý thì ok, còn mọi người không đồng ý thì không ok. Rồi, ta quay sang bài số 801, vị trí phân tử chia hết cho K. Và ở đây ta sẽ nhận thấy như sau. Với vị trí thì ta lưu ý trên mảng hai chiều thằng AEG là giá trị thì EG là vị trí. Vậy thì ta có EG, vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc. Ở trong đề bài này nếu không có phân tử nào thì ghi ra là nan chẳng hạn. Đấy, thêm cái key này vào để cho bà con sửa code. Bài 800 không chịu chấm á. Thầy thấy bài 800 tại sao không chấm được nhỉ? Bài 800 có test mà. Ừ, tại sao mọi người nộp bài 800 mà nó chưa chấm nhỉ? Các bài 800 đúng mà. À, có cái test cuối chưa? Thầy quên chưa gấp dữ liệu. Các em thông cảm nhá. Thầy già cả rồi. Quên mất test cuối. Quên mất test cuối chưa có giá trị. Thế là khi chấm vào gặp cái test đấy nó không chấm và nó không trả về kết quả những cái kết quả test trước đấy. Nhầm. Rồi mọi người nộp lại bài 800 chấm để cho nó trừ điểm nhá. Rồi các em nộp lại bài 800 đi. Rồi thế anh Minh rất nhanh nhanh tay đã nộp ngay bài 800 rồi. Rồi ta xem bài kế tiếp nhá. Bây giờ thì ta nhận thấy như này. Bây giờ là để đưa ra vị trí các phân tử chia hết cho K. Thì đầu tiên ta vẫn nhập giá trị. Thì ở đây thầy sẽ khởi tạo một cái biến P cầm cờ. Bởi giá trị 0. Thầy duyệt Y chạy từ 1 đến M, Z chạy từ 1 đến N. Người ta hỏi xem là có chia hết hay không. Chia hết cho K tức là nó phần trăm cho K có phần dư bằng 0. Vậy thì khi đó nếu AI chia hết cho K. Thì ta thực hiện hai việc. Việc thứ nhất đó là ta đưa ra vị trí của AEG ra. Việc thứ hai là khởi tạo P bởi một giá trị khác. Không, thông thường thầy sẽ khởi tạo P bởi giá trị 1. Biến P này như hôm trước thầy có giới thiệu đến, nó là kỹ thuật cầm cờ để phát hiện ra có nghiệm hay không có nghiệm. Sau vòng lặp for này thì ta nhận thấy nếu thằng P mà vẫn mặc không thì ghi ra năn. Đấy. Nếu P mà vẫn mặc không thì ghi ra năn. Lưu ý nhá, khi ta so sánh bằng thì trong C code block ấy
Các bạn ghi chữ P bằng 0 nó không báo lỗi đâu. Nhưng mà nó chạy nó ra sai kết quả. Đấy, nên ta phải có bằng bằng 0 nhé. Vậy thì cái ý tưởng giải thuật của ta là như thế này. Duyệt qua tất cả các phần tử, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu và khởi tạo biến cầm cờ bởi giá trị khác. Sau vòng lập for, nếu biến cầm cờ mà vẫn bằng giá trị khởi tạo ban đầu thì chứng tỏ nó vô nghiệm. Vậy thì ta thông báo vô nghiệm. Vậy thì ta sẽ quay ra bài này là bài 801. Thầy sẽ sửa lại code luôn. Các bạn bên kia code thật nhanh nhá. Đó, code 801. Nhập MNK. Nhập mảng A. Sau đó thực hiện khởi tạo biến P bằng 0. Thông thường cái biến P thầy hay sử dụng bằng biến cầm cờ. Tức là thầy sử dụng tên biến ấy. Để khi nào thầy cần có nhu cầu cầm cờ thầy dùng P. Khi nào cần tính tổng thầy dùng S. Khi nào sử dụng tham số thầy sử dụng biến U. Đấy. Đấy, như vậy thì thầy chắc chắn là thầy sẽ kiểm soát được cái các biến này ở trong chương trình, không mấy khi bị nhầm. Làm xong bài này thì thầy trò mình chuyển sang đua tốc độ nhá. Cái này thầy trò mình sẽ cố gắng hạng của anh Trung là được. Cho y chạy từ 1 đến m, j chạy từ 1 đến n. Nếu a y j chia hết cho k, chia cho k. Kể cả anh Minh em sử dụng mổ cò cũng được. Em sẽ cũng giống như ai đó thôi, rất hay mổ cò. À, cho y chạy từ 1 đến m, j chạy từ 1 đến n. Nếu a y j chia hết cho k thì ta đưa thực hiện hai việc. Đấy. Việc thứ nhất là ta đưa chỉ số y j ra, các bạn lưu ý nhé, đưa chỉ số y j. Bởi vì thằng y thằng j nó là hai giá trị nên các bạn phải xeo thêm dấu cách ra ở giữa. Đấy. Sau đó thầy cần thực hiện khởi tạo cái biến p bởi một cái giá trị khác. Đấy. Ừ, anh Minh sử dụng 5 ngón, đúng ra là không thể đùa được. Ừ, bàn tay 5 ngón. Ừ, có khả năng bạn ấy sử dụng kiểu giống như là dương quá, sử dụng một tay để gõ. Sau vòng lập for, nếu mà p mà vẫn bằng một bằng không thì chứng tỏ vô nghiệm, thì ta sẽ out ra giá trị none. Nhớ rằng giá trị none in hoa với giá trị none in thường nó khác nhau nhá. Rồi bây giờ ta sẽ làm bài 801. Nhớ một số bạn lưu ý ở chỗ này ta phải chọn là ôn file nhé. Làm việc với bài tập về mảng luôn khi luôn chạy chương trình luôn phải làm việc với tệp. Tuyệt đối là ta không chơi kiểu nhập chay. Nhập chay nhập đến bao giờ hết được cái số này. Nhập còn sai, sai lại còn sửa. Thời gian đấy thằng bên cạnh nó chạy nó ra test kết quả lâu rồi. Nó sửa code của nó xong lâu rồi. Đấy. Đấy thì ta ra, ôi sao quên nó đang còn trên một hàng. Ta sẽ out thêm thằng endline cho nó ngầu. Đấy, nó ra kết quả đây rồi. Đấy, vậy ta có đoạn. Rồi, xin mời các bạn code nhanh bài số 801 để làm quen với kiểu dữ liệu mảng hai chiều. Đây là một cái kiểu dữ liệu khá hay. Thì thỉnh thoảng thầy vẫn dùng nó để lưu trữ nghiệm của bài. Rồi, lại ngồi tạo test đây. Ngồi buồn tạo test chơi. À, cái test này ra bao nhiêu nhỉ? Đây này phải ao quên một rồi tạo test cái
Thôi xong. Copy. Các bạn nộp lên server nhé, để thấy thỉnh thoảng lên server à quên 801 chờ một tí thì bị là quà. Đấy là cái bộ test rất chi là đẹp. Qua này. Cho tên bằng 7 nó ra năm. Các bạn biết cách thao tác để làm như thế là thao tác tạo test cơ bản. Và các bạn nhớ cái kỹ năng này nhé, vì khi nộp bài thông thường thì nếu mà chỉ mỗi nộp bài không thì nó không có gì là ấn tượng, mà nộp được cả test nó mới ngầu. Thì chung xem các em lưu ý là trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy thì các em xem video ở trên đấy và thực hiện có rất nhiều các video của các lớp nâng cao ở đấy, các em chịu khó cày ở trên đấy nhé, cho nhanh lên hơn. Ngoài việc học ở đây ra ta học thêm rất nhiều video bài giảng ở trên đấy, server thầy phục vụ sẵn rồi, không phải xem chùa mà thầy chia sẻ hoàn toàn với các bạn học lập trình. Ai lại dùng từ chùa đền gì ở đây em ấy. Nói thế đi, khi cái video đăng lên cô thầy cũng nhận được những cái phản hồi tích cực của các thầy cô và các bạn học sinh, rất nhiều thầy cô ở các nơi nhắn tin hỏi về bài. Và thực sự là ngày xưa khi mà thầy dạy ở một trường huyện ấy thì cái mà khó khăn nhất với thầy khi dạy các em học sinh giỏi đó là thầy không biết nó thi cái học sinh nó sẽ thi cái gì, mà khi biết được học sinh thi cái gì rồi thì mình cũng không thể làm được các bài tập đấy. À, thôi đề nghị ông Anh Minh đăng ký kênh nhé, có bao nhiêu tài khoản Google nhớ đăng ký hết giúp thầy, nhớ like và sub cho thầy giống như bạn Trung đã kêu gọi nhé. Các video nâng cao hình như là thầy đã đăng đến, xem bài từ để thầy nạp lại bài 801. Rồi chạy bài mail làm được rồi. Bài 8001 có test rồi nhá.
Thôi đi ông Minh, về đi chơi với Nguyên thế nào được, Nguyên đang còn phải học bài. À, hôm qua tối qua thầy về quê nên thầy quên không. Thiên cố gắng đăng ký giúp thầy trên kênh YouTube cái bài test 801 có rồi nhá, cả nhà nộp bài luôn. Đây là chiếc chủ live stream. Các bạn cứ vào trên YouTube tìm cái chữ Đặng Quân Thành, kiểu gì cũng nhìn thấy đây. Đứa nào kêu thảm thiết thế? À, trời, sao cái video có số 15 hôm đấy thầy mặc cái áo trông nó chán đời như thế này. À, bài D 15 KCV2 này, cái lớp nâng cao cũng có rồi này. Ơ sao có mấy cái video gì đợi chèn ở đây nhỉ? Để xem nó là cái gì. Không biết nó là cái gì. Tôi chắc là con thầy nó xem gì này. Như có phải như góc quảng cáo hay sao? Rồi. À, chính xác, thầy rất hay nghe, nghe Hòa Minzy hát, Hương Tràm, ai đấy nhỉ, chương trình Rap Việt. Thiên lại bắt đầu biết về cháu studio auto quả áo đẹp mà rẻ. Đàm Vĩnh Hưng thì trên cái thầy hay tải về, trong thầy bỏ vào một cái thư mục đủ các loại nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc vàng, nhạc tím. Là bài 801 các bạn bắt tích cực nộp lên nhá. Tại sao đứa nào nộp được có 6 điểm này. Rồi tranh thủ làm 801 thì xong rồi thì chưa có cô sang. À, nhớ sử dụng ở bài 801 có phần kỹ thuật cầm cờ nhé, ta xử lý khéo léo ở phần đấy để tránh bị mất điểm gà. Vũ nghe cũng được, đúng rồi, thầy hay nghe cái nhạc của Hiền Hồ nữa, nó có cái chương, có một cái chương trình gì ấy, có cả Vũ cả Hiền Hồ hát nữa, mấy bài khá hay. Thầy Đen Vâu cũng có, thầy gần như là nghe tất cả các bài hát của Đen Vâu đã phát hành. Vì bởi vì thầy hay nghe rap mà. Bởi vì cái phần mềm trong bài giảng của mình nó đang record lại cái bài giảng, nên nếu mà thầy bật ca nhạc trong lúc quá trình dạy các em thì cái video đó sau không đăng lên YouTube được, nó sẽ báo là bạn bị vi phạm bản quyền. Lâu giờ thì thầy chưa xem, thầy trong rap Việt thầy hay nghe của Đi Lâu hát. Đi Lâu anh chàng hát khá hay, rất ngầu. Đúng thế. À, của Đen Vâu thầy cũng chưa bỏ một cái mặt nạ, hay vọng là năm nay sẽ có được cái logo được, chắc để thầy sẽ tìm sau. Rồi ta sang bài kế tiếp nhá, bài số 4. Ở cái phần này thì ta có mỗi có mấy bài này thôi, nó cũng khá nhẹ nhàng, do đó ta cố gắng làm nhiều nhất có thể nhé. Bài kế tiếp là bài tìm giá trị lớn nhất cho một bảng hai chiều kích thước M nhân N. Băng quán cân ca sĩ mặt nạ. Thầy sẽ cân nhắc lại này, về có nên xem chương trình này nữa hay không. Cả nhà nhỉ? Thế họ đang cast mùa mùa cast mùa 2, casting mùa 2. Rồi bây giờ Thiên có gặp vấn đề gì không? Kết quả đi ra 4, 2 và 4 à thầy? Bài nào nhỉ Thiên nhỉ? Khổ thân ban tổ chức quá. 801 khi chạy nó phải ra như thế này mà Thiên. À, với tay nào em chạy tay nào?
Rồi tranh thủ Thiên chia sẻ màn hình luôn, lúc mà người đang ngồi buôn chuyện một tí. Thấy mọi người đã nộp bài 801 khá đầy đủ rồi. Chia sẻ màn hình luôn. Em quay lại cái input nào. Cái input sao trước số 3 nó có dấu cách thì phải. Rồi bây giờ em quay lại cốt chương trình đi. Chọn là... Đấy, cái vòng for thứ hai của for g của em đang bị for sai rồi. G em phải cho chạy từ 1 chứ, sao em lại cho chạy từ n đến n được? Ông anh Minh. Em phải cho G chạy từ 1 cho tới n chứ, cả vòng for nhập dữ liệu của em cũng đang còn chưa đúng. Chung 6 điểm, cái này chắc là do có vấn đề. Vòng for nhập dữ liệu mà Thiên. Lần sau khi code này thì thận trọng nhé, bởi vì những cái lỗi đấy trong quá trình code mình rất khó phát hiện ra. Cực kỳ khó phát hiện ra bởi vì mình cứ ngầm hiểu nó đúng, bởi vì mình thuộc nó rồi mà. Và mình thường kiểm soát ở cái phần khác. Nên cái phần cơ bản là mình không để ý đến mà là rất khó phát hiện được trong giờ thi. Kiểu có bản for g nhưng lại y cộng cộng ấy, cứ chạy sao nó bảo chứ thầy ơi sao chương trình của em nó lại bị lặp vô hạn. Anh Minh hỏi có người mới là như thế nào nhỉ? À, Quang Minh là bạn Quang Minh là bạn màu đâu rồi? Đây chỉ có anh Minh. À, bạn Quang Minh là bạn học sinh ở bên lớp nâng cao nhảy sang học cùng lớp mình. Ta đang học phần lập trình bài. Giời ơi, cái ông Thiên này. Rồi, cảm ơn Thiên nhá. Lần sau lưu ý không được sai về cái chỗ for chỉ số hàng cột nhá. Có ai 8 điểm 801 không? Ok, để thầy mở ra biết ngay băng ạ. Lâm có vấn đề gì hỏi luôn. 801 mọi người 10 điểm mà nhỉ? Thế ở đây nó có 10 điểm mà. Đang chấm bài của Gia Bảo. À, Hoàng Gia Bảo, giờ này Hoàng Gia Bảo rất âm thầm tập luyện. Cố gắng lên. Băng đã xử lý trường hợp vô nghiệm chưa? Nhớ là trong đề bài thầy mới thêm nhé. Nếu không tồn tại thì đưa ra năn nhé. Cái chỗ này vừa mới thêm vào đề luôn. À đúng rồi, xin mời Băng chia sẻ màn hình. Đề nghị anh em cấm cười nhé, đứa nào cười đập ngay. Đứa nào cười băng phun cho băng một cái. Ai à, dạ. Băng đầu tiên thầy nhìn thì thầy nhận xét luôn băng này. Code chương trình của em có một cái vấn đề là rất vấn đề. Mọi người thấy vấn đề gì không? Chung gì mà cười to thế. Cũng có khả năng. Gia Bảo cứ tưởng background của mình ngon rồi, ai ngờ gặp chị Băng là bay màu luôn đúng không? Đấy các bạn xem chị Băng chị tổ chức dữ liệu trông ngầu chưa? Đây là sự làm việc của con người làm việc khoa học. Test gì mà hiểm thế? Băng ơi, cái chỗ khai báo mảng 2 chiều em cho lên 1.000 x 1.000 nhé.
nên chưa lại dậy sớm. À, có chương trình rất ngầu đấy. Băng à, bảo thì làm sao so sánh độ để xinh đẹp với chị Băng được. Người ta trông cốt ngầu như thế Trung bắt đầu gato rồi à. Chính xác Trần Gia Bảo, nhờ chị Băng nhớ đi file nhá. Rồi ta tiếp tục nhá. Như vậy vừa rồi Băng đã chia sẻ code và các bạn mọi người cũng nhìn được rất nhiều thứ trong quá trình băng code, đó là việc tổ chức thư mục bài làm rất chuyên nghiệp, và các bạn sẽ cố gắng làm việc chuyên nghiệp như thế. Đó, vừa rồi thầy trò mình đã chốt qua được cái bài toán là đưa ra vị trí phần tử, và các bạn lưu ý rằng vị trí thì nó sẽ khác so với giá trị nhé. Người ta hỏi vị trí thì nó gọi là chỉ số easy, còn người ta hỏi giá trị nó sẽ là AEZ. Nếu mà người ta có hỏi là bạn hãy đưa ra vị trí các phần tử thì ta nhớ là ta phải đưa ra chỉ số của nó. Bốn giờ bốn dòng à, Trung à, ai lại làm như thế? Chẳng may lỡ bay màu một cái thì nó cũng bay màu luôn. Từ đấy mỗi người cũng sẽ có những cái tác phong phong cách code khác nhau. Rồi, thầy cho mình sẽ tua tiếp nhá. Rồi, bây giờ ta sẽ quay sang ở cái bài toán bài số 4. Về bài số 4 là cho hãy tìm giá trị lớn nhất của một mảng. Cho mảng hai chiều có kích thước M nhân N, tìm giá trị lớn nhất của mảng và đưa giá trị lớn nhất tìm được ra. Như vậy thì bài này là quay về bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một cái dãy số. Ở đây thì ta có nhiều phần tử hơn, đó là ta có m nhân n phần tử. Và cái tư tưởng của giải thuật tìm giá trị lớn nhất là không thay đổi. Ban đầu ta xem khởi khởi tạo giá trị z, để ta sẽ lấy sự copy luôn thằng này để ta làm đánh nhanh thằng nhanh. Phần cài đặt sẽ là của các bạn nhé. Sau khi nhập xong thì ta sẽ khởi tạo z bởi một giá trị. Đây là khi tìm giá trị lớn nhất ta khởi tạo z bởi giá trị vô cùng bé. Đấy. Sau đó ta sẽ thực hiện duyệt trên mảng hai chiều. Khi đó nếu cái giá trị z của thầy mà nhỏ hơn thằng AEG, khi Z nhỏ thua thằng AEG thì điều đó chứng tỏ thằng AEG mới là thằng lớn hơn. Đấy, trong lúc thầy đang giảng các em hay như thế, vợ thầy ngó qua, thầy đi ăn mít mật hay không? Theo các em thầy nên trả lời thế nào? Thôi chắc tí nữa thầy vẫn đi ăn, thầy nói thế thôi. Vợ thầy mới về nhà ngoại xin được quả mít mật to như thế này, nói chung khá to. Tí nữa ăn xong thầy sẽ mời các em. À quên, thầy sẽ mời các em trước khi ăn nhầm. À, cho y chạy từ 1 đến m, cho z chạy từ 1 đến n. Nếu a, y, z mà lớn hơn thằng z thì chứng tỏ thời điểm này thằng z thằng nó bị bé hơn thằng a, y, z, hay nói khác thằng a, y, z mới là thằng lớn hơn. Thì ta gắn z bằng a, y, z. Đấy. Như vậy thì so với mảng một chiều thì các bạn thấy là tư tưởng giống nhau thôi. Khởi tạo z bởi giá trị vô cùng bé, duyệt từ đầu cho đến duyệt trên mảng hai chiều, nếu gặp phần tử nào mà lớn hơn nó thì cập nhật lại giá trị của nó. Đấy, thì cập nhật đây là gắn z bằng AEG, tức là cập nhật lại thằng z. Sau đó ta thực hiện đưa thằng z ra. Ta đưa thằng z ra. Rồi bây giờ ta quay sang code chương trình như thế này thì nó nhạt quá đúng không? Vậy thì phần code chương trình ở phần này ta sẽ xử lý nó rất nhanh gọn.
Bởi vì đằng nào cũng phải tạo test nên thầy trò mình sẽ code luôn bài này. Thôi bài này để thầy tạo test bằng cơm đi. À quên. Những test này chạy ra 6. Thực tế thì ăn mít mật nó cũng không tốt cho lắm, nhất là khi ăn mà không có các em ăn cùng. Hôm nào có dịp nào đó, đợt nào đó được gặp trực tiếp các em thì sẽ mời các em ăn mít. Thực tế không được, phải đi ăn lẩu hay ăn cái gì gà rán gà tiết chứ mời ăn mít thì nó hơi chân thật quá. Rồi ta sang tiếp. Bài này là bài 802. Bài 802 đã có test chưa nhỉ? Có lẽ thầy sẽ phải mở to sâu để gặp mặt có dịp nào đó. Thầy cũng mong rằng qua cái kênh học tập này, thứ nhất là các em có thêm những người bạn mới ở xa. Bởi vì sau này biết đâu các em sẽ học đại học cùng một trường, cùng một khóa, à khác khóa cũng được. Và dân IT của mình thì nói chung 802 chưa có vậy vẫn phải tạo. À chào anh Minh đã trở lại, hy vọng sẽ lợi hại hơn chưa. Quang Minh để ý cái test cái bài tập mảng hai chiều nó ở trong nhóm nhé, em tải cái file về để làm các bài tập này. Rồi về ta sang tiếp 802. Minh cũng làm quen với các em ở trong nhóm. À khoan nào, ở đây Quang Minh thì đang là cấp 2, thì như vậy là có mỗi anh Trung với chị Băng là lên cấp 3 thôi. Đấy. Đây, Minh cũng làm quen với mọi người dần. Ừ. 802. Tối nay bằng tuổi Băng à? Thầy nhầm. Rồi, ta sang tiếp bài 802 nhé. Sau khi nhập MN xong, ok. Ta nhập được mảng A xong, bây giờ ta thực hiện tìm giá trị lớn nhất. Thầy khởi tạo một cái biến Z là kết quả của bài toán. Bởi vì cái thằng giá trị lớn nhất nó sẽ là một trong những thằng AIG. Do đó thầy gọi nó là thằng R max, thầy hay gọi là thằng giá trị lớn nhất là biến R max. Để cho các bạn quen, sau này thầy hướng dẫn giải thuật thì các em cũng thấy nó quen với biến R max lưu giá trị lớn nhất của mảng nhá. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện là tiếp như sau. Khởi tạo red bởi một cái giá trị R max bởi một giá trị vô cùng bé. Giờ để giá trị vô cùng bé thì ta sẽ là bằng 1E9, ta lấy giá trị âm âm 1E9. Ta cho y Tuấn Anh để spam lừa anh em đúng không? Cái chỗ Mai Thiên chờ một tí nhá. Để thầy sẽ hướng dẫn mọi người cái bài này đây cho nó hoàn thiện đã. Ta khởi tạo R max bởi một giá trị vô cùng bé. Ta duyệt trên mảng hai chiều. Nếu một cái phần tử nào đó, nếu R max mà nhỏ hơn thằng AIG thì chứng tỏ thằng AIG mới là thằng lớn hơn. Thì khi đó ta sẽ cập nhật thằng R max. Vì cập nhật thằng R max chỉ có một lệnh nên thầy gắn R max bằng chính thằng AIG đấy. Ở đây các em có thể được sử dụng hàm max, hàm min. Tuy nhiên ta mới đang làm bài tập về nó nên ta sẽ Tuấn Anh vậy thì sau khi ta làm được cái việc trên, ta thu được R max là kết quả của bài toán, ta sẽ đưa thằng R max ra nha.
Như vậy thì công việc của mình sẽ thực hiện cái công việc là khai báo một biến RMAX lưu kết quả của bài toán. Thầy chào Vũ Huy. Giới thiệu mọi người có bạn Vũ Huy ở bên lớp nâng cao sang học cùng lớp mình. Ta đang học ở cái phần bài tập về mảng hai chiều Vũ Huy nhé. Ở phần này đang hướng dẫn các bạn duyệt trên mảng hai chiều. Đề bài thì cái file đề bài ở trong nhóm Zalo em tải ở đấy vào. Ừ, đây là lớp căn bản Huy nhá. Bởi vì thầy mời các bạn bên lớp nâng cao sang lớp căn bản để bổ sung thêm cái gì cần thiết thì dùng. Đấy. Sau đó ta đưa giá trị lớn nhất lên. Vậy thì trên đây là cái phần ý tưởng. Bên bạn Vũ Huy là một bạn có học bên lớp nâng cao có năng lực lập trình rất tốt, các bạn làm quen nhau, làm quen dần nhé. Anh Minh anh biết đâu phải làm quen dần, Băng biết đâu chung đâu phải làm quen dần. Bạn Vũ Huy, bạn code chương trình rất đẹp mà làm rất hay. Rồi, thầy vừa gửi cái cách để tìm giá trị lớn nhất. Như vậy thì từ giờ trở đi khi mà thầy có đề cập đến cái biến RMAX thì các bạn nghĩ ngay đến đây chính là giá trị lớn nhất của dãy số khi hoặc là của một mảng. Khi tìm giá trị lớn nhất thì ta lưu ý ta khởi tạo nó bởi một giá trị vô cùng bé. Thì sau đó ta mang giá trị này so sánh với lần lượt các cái phần tử, so sánh với lần lượt với các phần tử. Nếu thằng nào mà tốt hơn nó thì ta sẽ cập nhật lại nó nhé. Đấy. Đấy. Nếu mà thằng nào tốt hơn nó thì mới cập nhật lại nó. Vậy trên đây là cái cách làm ở bài 82. Nói về tranh thủ thầy cũng sẽ xin ý test bài 82 để mọi người có cái chấm. Lưu ý các cái thao tác làm và tạo test này thì là các thao tác cơ bản mà các em cần phải làm được nhé. Thì trong cái giờ thi ấy, thì trước khi khi nãy thầy cũng chia sẻ với các em đó là các chuyên gia cho rằng là trong giờ thi nếu mà mình sinh ra được 10 test có kích thước tăng liên tiếp mà chạy ra kết quả và ta chứng minh được kết quả đó đúng thì về cơ bản bài làm của mình đã đúng. Tối thiểu là nó cũng đã đúng được các cái sắp tác bé, tức là các cách làm mà ôi trời ơi mày nói chuyện đây đây đúng được với các cái sắp tác bé. Còn khi mà mình làm cảm thấy tối ưu nhất rồi mà nó vẫn ra được kết quả đúng thì cái mà mình sinh ra được khoảng 10 test có kích thước liên tiếp lớn thì khi đó bài làm của mình về cơ bản đã đúng. Có sai thì sai một vài test không đáng kể, những cái test trường hợp đặc biệt quá mà mình không nghĩ ra được. Nên cái thao tác xin test là thao tác cực kỳ quan trọng. Đấy, thầy đang ra chạy test bằng cơm. À, có chứ, mình sử dụng sử dụng hàm render ở trong C cộng cộng. Trong cái file mà thầy đã gửi cái file C cộng cộng tutorial đấy nó có hết mà hàm RAN thì cái đó nó sẽ giúp cho như Trung vừa đề cập đến rất hay đó là nó sẽ giúp cho sinh ra được một cái mảng có kích thước lớn và sau đó mình kiểm tra khả năng chịu tải của chương trình mình chịu tải tức là mình thử xem chương trình của mình có thể chịu được lên tới mức độ đó hay không. Ví dụ như giới hạn đề bài người ta cho 10 mũ 6 thì mình sẽ tạo ra một cái mảng có kích thước là 10 mũ 6 thật. Xem chương trình chạy nó có bị over về test hay cái gì không. Thầy ơi, thầy biết mấy ngôn ngữ lập trình?
Tính từ tới thời điểm này thì thầy có thể liệt kê một số các cái ngôn ngữ lập trình mà thầy đã sử dụng từ ngày xưa thời bằng tuổi cái gì mà 20 kêu vui vui các bạn hỏi là thông tin về info của em à. À, thực tế không không thể biết được thế tới đã 20 ngôn ngữ lập trình đâu. Cái ngôn ngữ lập trình đầu tiên thầy được học đó là ngôn ngữ lập trình Pascal. Sau khi học lập trình Pascal xong thì lên chương trình, bởi vì ngày xưa không có máy tính nhá. Thầy suốt ngày thực hành thì, bằng cách là ra ngoài quán photocopy thuê máy ở đấy cứ 2.000 một tiếng. Ngày xưa năm 98 thì 2.000 thì giá trị nó bằng bốn bốn cái bánh rán. Đấy. Và bốn cái bé thì sau đó thầy giáo của thầy ra các cái bài tập giống như thầy đang dạy các em đây. Sau đó thầy làm thực hành trong vòng khoảng tầm 1 tiếng thì mình thực hành xong, sau đó mình chuyển sang thực hành bên Windows làm quen với máy rồi vân vân mấy mấy rồi. Và dần dần rồi đến khi lên học đại học thì được học ngôn ngữ lập trình Visual Focus Pro. Focus Pro đây là một cái ngôn ngữ, nó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó cũng có thể gọi là một ngôn ngữ lập trình khá hay, là hai. Sau đó cùng với thời điểm đấy thì bắt đầu học viết phần mềm. Viết phần mềm thời à đúng rồi năm cấp 3 thì có làm, ngày xưa chưa có quán net nguyên nhé, ngày các bạn phải hình dung là đến năm 98 ở Việt internet mới về Việt Nam, mà nó chỉ về ở các cái viện nghiên cứu, các cái trung tâm kỹ thuật quân sự rồi quân đội công an thôi, chứ ở ngoài dân thường chưa có. Nhưng năm 98 chưa có, đến năm 99 2000, cứ khoảng tầm năm 2000 2001 là bắt đầu có mạng internet. Thầy không phải là người Yên Bái, thầy là người ở Nghệ An, thầy ở Vinh ở Nghệ An, nên có các bạn khi nói chuyện thỉnh thoảng thầy thấy cái thấy giọng của thầy nó hơi lạc tông một tí. Bây giờ thầy đang dạy ở trường chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Sau khi học xong đại học rồi thì thầy ra ngoài này xin việc. Ở trong lớp mình có bạn Quang Minh, thì ngày xưa thầy học với bố bạn Quang Minh là ở trường Đại học Vinh. Nói chung em vừa này. Bây giờ thầy đang dạy ở trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Ở các tỉnh khác thì hay gọi chung là hay gọi là trường chuyên Yên Bái. Arduino lập trình điều khiển robot hoàn toàn tốt mà chung. Cái lập trình Arduino là một trong những cái mà thầy nghĩ là làm cái ngôn ngữ lập trình khá hay và dễ học. Cách đây có sao lại bấm được gì? Chờ đợi tí nhé, để kéo cái test này vào trong bằng 5 triệu thêm. Thực tế cái khu dân cư ở thầy sống là nó nhà thầy ở ngay cạnh trường Đại học Vinh. Nếu các bạn nào biết về Đại học Vinh thì
nó là một cái trường khá lớn ở dải đất miền Trung, nên cái khu thầy sống ấy, nó dân ở từ xứ về nên cái giọng nó cũng giống như thầy bây giờ, nó cũng thay đổi nhiều. Sau này thì học được một số các loại ngôn lập trình khác như là Pascal này, đầu tiên là Pascal, sau đó C cộng cộng này, Visual Basic này, C này, Turbo C này, sau là một chút về C sharp này, C sharp để học về môn xử lý ảnh. Còn gì nữa nhỉ? À, có môn ngôn ngữ assembly nhá, bài 802 có test rồi nhá, các em chấm được rồi nhá. À, giọng thầy không giống á. Rồi sau này thì học lập trình Arduino rồi, à biết về PHP, HTML. PHP thầy cũng tương đối tốt bởi vì trước hay lập trình web. HTML thì thần thánh. Biết về được về một chút, về một chút Java. Ngày xưa thì cũng có tham gia, có một anh bạn hướng dẫn về hack ạ. Và thực tế việc hack này thì nó nói chung là so với bên ngoài thì mình rất gà. Mình thì thực hiện cái thao tác hack về bản chất của nó chỉ là mò mật khẩu chứ không phải là sử dụng các cái tool, các cái ứng dụng. Nên về cơ bản thì những cái thao tác hack đấy thì về về trình độ của mình phải nói là gà mờ. Với lại sau này đi nữa, cái hệ thống bảo mật nó đã nâng cao lên rồi thì mọi cái việc truy cập bất hợp pháp vào nó đều lưu lại vết, thì do đó nó không an toàn. Cái giai đoạn là ngày xưa sử dụng cái DDoS ấy, thì cái DDoS nó sẽ thịnh hành vào những năm 2003, 2004. Khi đó người ta có thể sử dụng DDoS để đánh sập một cái server một cách đơn giản. Nhưng sau này thì đối với những người hack chuyên nghiệp thì nó là trò dành cho trẻ em. Việc học làm web là một cái cực kỳ hay, nó là một cái hướng đi khá hay. Nhưng mà về cơ bản thì tốt nhất là các bạn cứ đi. À đấy, cũng tranh thủ ở đây có mấy bạn ở bên lớp nâng cao hôm trước cũng tâm sự rồi. Trong lúc các bạn đang chấm bài 802 thì có một số. À, lần trước thầy nói chuyện với một cái anh chuyên gia làm ở bên bộ giáo dục. Huy đã học về sơ sơ về backend à, rất tuyệt vời đấy. Để các em nên phát triển. Thì có một cái chuyên gia thầy cũng có đặt ra câu hỏi là bây giờ thầy muốn hướng học sinh đội tuyển học cái gì để các em có thể thi tốt, để các em có thể hành nghề tốt. Thì anh bạn đấy cũng có chia sẻ với thầy rằng là các em nên học cái chuyên ngành khi vào ấy, học đại học thì các em học ngành chuyên ngành về IT, và đã học về về IT ở trường đại học thì các em nên học chuyên ngành cái lớp chất lượng cao, tên nó là lớp chất lượng cao. Là lớp chất lượng cao ở trong đại học nó có một cái tên khác là lớp cử nhân tài năng. Đấy. Thì đây là một cái lớp mà rất đáng để học, và sau khi ví dụ như các em học đại học Bách khoa Hà Nội, các em học lớp cử nhân tài năng ra, chỉ cần hỏi các em học ở lớp nào mà các em bảo em học lớp cử nhân tài năng thì khi đó các doanh nghiệp người ta không cần phải nghĩ, khi đó chúng ta quay về với bàn thương lượng tiền bao nhiêu tiền một tháng chứ không quan tâm đến, không cần quan tâm về năng lực của các bạn nữa, người ta chỉ quan trọng là bạn muốn mức lương bao nhiêu. Được không? Thực tế Huy à, về lập trình thi đấu thì để có điểm cao không có cách nào khác thì bằng cách rèn luyện kỹ thuật lập trình thật tốt để phản xạ tốt với đề. Để một kỹ thuật lập trình tốt thì nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất phải làm được các bài tập lập trình cơ bản tốt. Yếu tố thứ hai phải nắm vững được các loại cấu trúc dữ liệu và các cái giải thuật của các cái bài toán. Tuy nhiên cấu trúc dữ liệu ở trong IT thì chuyên ngành IT của mình thì nó là vô vô dùng từ vô hạn thì nó cũng không chính xác, nhưng cái giới hạn của nó là không có giới hạn. Đấy. Nên ví dụ khi nói đến một cấu trúc dữ liệu mà ta làm một bài
thì các bạn làm tốt nhất có thể rồi, nhưng khi áp dụng cấu trúc dữ liệu vào thì nó còn tốt hơn nữa. Nên ta phải kết hợp giữa học cái phần lập trình nâng cao, thì ngoài kỹ thuật lập trình ta thì ta phải biết được cấu trúc dữ liệu. Hiện nay thì trong các đề thi ở các cấp tỉnh thì ở mức độ cấp tỉnh thì chưa áp dụng cấu trúc dữ liệu nhiều, chủ yếu là đi sâu về các cái thuật toán và các bài toán cơ bản như quy hệ động cơ bản, rồi mấy cái bài toán duyệt cơ bản, tìm kiếm cơ bản, chưa áp dụng cấu trúc dữ liệu nâng cao. Còn khi các bạn áp dụng các cấu trúc dữ liệu về dạng cây chẳng hạn vào thì bài toán nó sẽ khác hoàn toàn. Khi đó bạn với cái đề xuất của Bảo thì em sẽ chắc chắn trúng tuyển vị trí khá hot ở trong công ty. Ngoài Bách Khoa ra thì Trung có hỏi thì đó là trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội. Ừ, thầy lại nhắn nhầm. Nó là có Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một trong những cái trường mà đa số đội tuyển tin của tỉnh Yên Bái học ở đấy, và đa số các đội tin ở các tỉnh thành khác cũng học ở đấy. Ngoài Bách Khoa ra, bên Bách Khoa thì họ đào tạo 5 năm, bên Đại học Công nghệ người ta đào tạo 4 năm. Các bạn nào học tốt chỉ mất có 3 năm rưỡi là các em đã ra được trường rồi. IT, học IT ra trường càng sớm cũng càng tốt. Đấy. Ôi, chứ quên mà không gia hạn trên kia, tí nữa thầy cho mình bay màu. Rồi bài 801 đã xong nhá, ta chuyển sang bài kế tiếp nhá. Lát quá. Có thêm các cái trường công an quân đội, có trường học viện kỹ thuật quân sự, học viện kỹ thuật mật mã, học viện an ninh là những cái đơn vị đào tạo về IT rất tốt. Có thêm đại học FPT nếu các bạn chịu được về kinh phí. Học viện bưu chính viễn thông cũng là một cái đơn vị đào tạo tốt về IT. Thực tế học IT thì thực tế thì không nên học cao đẳng, bởi vì hai chương trình đào tạo khác nhau thì nó sẽ ra được hai cái tầm nhìn khác nhau. Do đó đằng nào cũng mất công học thì ta học luôn. Đứa nào vừa nộp không thấy file kết quả đấy, thì thấy quen quen, phải như Lâm nhà ta phải không? Rồi ta tiếp tục các em nhé. Rồi phải cập nhật lại cô ta. Với cái tư tưởng tìm giá trị lớn nhất như trên thì ta nhận thấy giá trị lớn nhất của chúng ta sẽ nằm trong phạm vi là của thằng AI. Do đó kiểu dữ liệu của thằng RMAP nó luôn cùng kiểu dữ liệu với AI. Có lẽ hôm nay ta sẽ dành thời gian để chưa nốt mấy bài còn lại chung ạ. Còn hôm sau ta sẽ đua tốc độ nhé. Mọi người sẽ tu luyện lại để buổi tới thầy trò mình sẽ đua tốc độ. Sang tuần thầy sẽ hạ hạ chung trong gang tấc, thực tế thầy sẽ nhờ 500 anh em hack bàn phím của chung. Rồi bây giờ ta sang bài kế tiếp. Rồi băng sẽ tu luyện, nhớ băng phải gõ bằng hai tay nhé, không được chơi kiểu giống như là trong phim trường có là gì nhỉ? Thần Điêu Đại Hiệp sử dụng dương quá nhất dương chỉ rồi. À thấy dự vào đây băng ngày xưa khác rồi, thế thầy hiểu từ khác rồi này nó có nghĩa như thế nào. Đúng rồi, hôm nay ta có thêm dự vào mà quên nãy giờ không nhìn thấy dự đâu. Rồi ta sẽ tiếp cái bài tìm đếm số lượng phần tử và đạt giá trị nhỏ nhất nhé. Đếm số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất của mảng. Vậy thì ta sẽ có cái như sau. Đề bài là cho một cái mảng kích thước m nhân n, hãy đếm số lượng, bài này bài toán đếm nhé, mà phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. À.
Người ta gọi là dân IT chứ không gọi là dân IP nhé. Dân IP chẳng lẽ ngồi quét IP. Thì bây giờ ta sẽ thực hiện tìm giá trị nhỏ nhất. Bước 1 ta tìm giá trị nhỏ nhất nhé. Trần Gia bảo là nếu mà có đủ năng lực thì cứ nhảy vào lớp nâng cao học nhé. Đó là một cái lớp họ rất đáng để học. Tuy nhiên khi học về IT thì có một cái yếu tố rất quan trọng. Đó là tính vừa sức. Để tìm được giá trị nhỏ nhất thì ban đầu ta sẽ khởi tạo red, ta thầy khởi tạo cái giá trị rmin bởi giá trị vô cùng lớn. Đấy. Đấy. Khi mà ta khởi tạo đúng như Trung bảo phải có đủ kiến thức nền thì nó cũng giống như khi mà ta đá bóng ấy, mình đang tập đá bóng thì tự nhiên rủ mấy ông ngoại hạng Anh sang đá cùng thì nó cũng hơi khó. Nếu nếu cái thằng Rmin mà lớn hơn thằng AEG, khi thằng Rmin mà lớn hơn AEG thì chứng tỏ thằng AEG mới là thằng bé hơn. Vậy thì ta sẽ đây nha, bước 1 ta sẽ tìm Rmin nhé. Rmin là giá trị bé nhất của dãy số. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là khởi tạo Rmin bởi một giá trị vô cùng lớn. Ta lưu ý khi tìm giá trị lớn nhất thì khởi tạo nó bởi giá trị vô cùng bé. Còn khi tìm giá trị bé nhất thì ta khởi tạo nó bởi một giá trị vô cùng lớn. Sau đó ta duyệt trên mảng hai chiều, nếu thằng Rmin mà lớn hơn AIG thì ta cập nhật lại thằng Rmin, ta gắn Rmin bằng AIG. Sau đó như vậy thì sau khi ta tìm được giá trị bài đếm số lượng phần tử đa giá trị nhỏ nhất ấy, ta tìm được thằng nhỏ nhất rồi thì bây giờ ta mới for tuần tự để ta đếm. Vậy thì ở bước sau thì ta sẽ thực hiện duyệt lại. Thì để duyệt lại thì ta sẽ thực hiện cái công việc là sao cái thằng paragraph này mình trả lời này. Đấy, ta duyệt y chạy từ 1 đến m. Ta duyệt z chạy từ 1 đến n, tức là ta duyệt hết các phần tử trên mảng. Đến phần tử thứ y, nếu cái thằng AIG mà có giá trị bằng cái giá trị cần tìm, đó chính là thằng Rmin. Khi AIG có giá trị bằng Rmin thì chứng tỏ giá trị của nó bằng thằng Rmin. Khi về đề bài người ta yêu cầu hỏi đếm, như vậy thì ta tăng biến đếm lên. Tăng biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Vậy thì trước đó ta sẽ thực hiện một cái việc rất quen thuộc, đó là ta sẽ phải thực hiện khởi tạo. Các bạn nhớ cái thao tác khởi tạo nhé. Rất nhiều trường hợp các bạn bảo là thưa thầy em không khởi tạo hết bằng không mà chương trình chạy vẫn vẫn đúng, em chấm nó vẫn có điểm. Ok thôi. Nhưng đó là trường hợp các bạn chạy với đề bài nó chỉ có một bộ test. Nhưng mà khi nó có chữ multi-test. Multiple rồi. Test. Thì từ multiple test tức là một bài nó có nhiều bộ test ứng với một bộ test là các bạn chạy ra một kết quả. Thì nếu ta không khởi tạo thì chắc chắn ở test thứ hai nó sẽ bị sai ngay. Test thứ hai trong cùng một bộ test thì nó sẽ bị sai bởi vì nó sẽ bị cộng dồn vào. Mà đã cộng dồn vào thì nó sẽ bị sai giá trị. Đấy. Bài 83 chờ 5 phút nữa sẽ có test Lâm nhé. Đấy. Thì ta sẽ thực hiện là tăng lên một đơn vị rồi về ta sẽ với cái ý tưởng thuật toán như trên thì ta nhận thấy bài toán bao gồm có việc là đếm số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất và thì ta chia thành hai việc. Việc thứ nhất tìm giá trị nhỏ nhất, việc thứ hai là đếm. Đấy. Việc đầu tiên ta tìm giá trị nhỏ nhất, sau đó việc thứ hai ta đếm. Đếm bằng cách duyệt lại trên mảng. Và khi với các bài toán này ta nhận thấy rằng ta đều for hai vòng để làm những công việc đơn giản nên độ phức tạp của nó chỉ là ô m nhân n và m nhân n sẽ nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng 10 mũ 6. Rồi bây giờ ta sẽ sửa bài toán này là thành bài toán 803. Ôi trời ơi, chắc là do thầy hay chia sẻ về thôi chứ còn các thầy cô ở cái bảng ranh nhá, cái bảng ranh thì nó vẫn bay màu, các bạn chỉ có nhìn điểm cá nhân của mình nhé. Thông thường thì thầy hay viết sách thì gửi tặng các thầy cô và các thầy cô dùng để dạy các đội tuyển, nên thường thì mọi người hay biết, nhưng mà còn về trình độ thì rất nhiều các thầy cô giỏi ở bên ngoài rất nhiều các thầy cô cao siêu.
Bởi vì bản thân thầy cô đã giỏi, học sinh của các thầy cô đó cũng giỏi hơn nữa. Nên cái kết quả thi học sinh giỏi cấp quốc gia của tỉnh Yên Bái so với các tỉnh khác chưa là gì cả. Các tỉnh bạn rất giỏi. Bởi vì so về điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội các tỉnh khác khác nhau khá nhiều. Bài equation nó là một tập bài trong của là một bài của thầy chuyên đúng rồi Trung, mình là một tỉnh ở một nơi rất cao, quá cao. Ta bài này ta sử dụng Rmin. Rồi, Rmin. Và mọi người cũng đang nỗ lực. Thông thường thì cố gắng mình sẽ đứng được với khoảng tầm top 50% của cả nước là thành công. Có 63 tỉnh, tỉnh mình sẽ đứng khoảng từ thứ 30 đến 34 trong cả nước về giáo dục. Rồi sau khi thầy trò mình tìm được Rmin rồi thì ta sẽ thực hiện. Và để cái con nổi có buồn này vì qua có tìm sữa uống đi. Rồi ta sẽ thực hiện tiếp sau khi tìm Rmin xong thì ta thu được cái giá trị là kết quả nhỏ nhất của dãy số. Bây giờ ta sẽ thực hiện là đếm nhé. Đây là ta khởi tạo bởi giá trị vô cùng lớn. Ta có thể sử dụng int min, int max. Bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp cái công việc đếm. Đếm thì thầy sẽ thực hiện for each duyệt trên mảng này. Nếu thằng AEG mà bằng thằng Rmin, lưu ý rằng phép toán so sánh bằng là nó có hai dấu bằng nhá. Một số bạn code rất ngây thơ. Đấy. Thì ta sẽ thực hiện Rmin bằng AEG. Đấy. À quên, không phải bây giờ người ta hỏi đếm chứ nhỉ? Người ta hỏi đếm thì ta tăng thằng đếm lên. Thì lúc các bạn chỗ cập nhật ở bên trên mình đã rồi. Trước đó ta khởi tạo thằng Z bởi giá trị bằng 0. Đấy. Sau đó ta khởi tạo Z là cái biến kết quả lưu số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. Đấy. Rồi bây giờ ta thử chạy thử xem sao. Lạc qua. À, cái bài equation Nguyên ạ, bài này là bài của thầy Nguyễn Thanh Tùng. Thầy Nguyễn Thanh Tùng là một trong những người thầy để dạy ra các thầy giáo dạy đội tuyển cấp quốc gia của các tỉnh. Là một trong những người thầy chờ thầy một tí, thầy tạo test cái đó. Các bạn nhìn, các bạn chưa thành thạo thao tác tạo test thì nhìn thầy tạo test thì ta rất đơn giản. Ta tạo bằng cơm. Lấy test của bài trên. Đây, với test này thì giá trị nhỏ nhất bằng 2 và số 2 nó xuất hiện là 4 lần. Đấy, để chạy xem sao. Và các bạn lưu ý là trong quá trình thầy code ấy, thì thầy có một cái thói quen rất lành mạnh, đó là khi mà thầy ấn F9 để chạy chương trình, về cơ bản là chương trình nó không bị lỗi. Đây là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng khi đi thi. Đấy, cái này nó chưa ra kết quả, quên mất, chưa sale đấy. Khi đi thi thì ta để ý là ta không để mắc những cái lỗi vặt như là thiếu dấu đóng ngoặc, thiếu dấu chấm phẩy, quên mở ngoặc đóng ngoặc rồi vân vân. Chưa khai báo biến thì nhiều biến quá mình chưa kiểm soát hết thì cũng thì có thể châm trước được. Nhưng ta hãy cố gắng là làm đến đâu ấn F9 đúng đến đó nó mới ngầu. À, chẳng qua thầy thử các em xem có phát hiện ra thôi, không thôi. À.
Cái này ra 2 bởi vì kết quả bé nhất bằng 3 và số 3 xuất hiện là 2 lần. Nguyên cười gì mà cười. Chính xác, thầy thử thử các em thôi đâu nhỉ, nói thế thầy quên chưa gấp test vào, tí nữa bay mất màu test này, không có gì cho mọi người chấm thì buồn lắm. À đấy, hôm khi nãy kể cái ngôn ngữ lập trình thì có cái ngôn ngữ Python, một số bạn đọc nó là Python, là một cái ngôn ngữ lập trình khá hay, các bạn cũng nên tìm hiểu về nó nhé. Cái thằng Python là cực hay. Và sau này các bạn đi theo chuyên ngành hẹp trí tuệ nhân tạo hay là các cái kể cả lập trình web, bây giờ các em cũng sử dụng Python rất nhiều. Python mà cộng với Di Sơn nữa thì ừ đúng rồi, chính xác. Ở trong chương trình sách giáo khoa một cũng giới thiệu Python. Python thì các bạn tìm hiểu về Python lập trình game, nó viết ra game giống như Flappy Bird ấy, lập trình game trước đi, sử dụng các cái thư viện của nó. Hình như máy của thầy như khi nào cũng có, để thầy nói đi. À đúng rồi, Pycharm. Đấy, cho khi nào cũng có Pycharm để code Python cực hay. Và ta cố gắng sử dụng các cái ngôn ngữ như nhau, tức là mình giỏi như nhau, mình code C tốt như nào, code Python phải tốt như thế. Ở chương trình lớp 10 thì tất cả các em phải học hết, bởi vì sau này các em thi đại học nó có thi môn tin học, có các trường về IT người ta có đưa thêm tổ hợp môn tin vào. Thế hệ các bạn bây giờ đang học lớp 10, 11 là sang các khóa bắt đầu từ năm 2025 là bắt đầu có môn tin để thi đại học rồi. Còn khóa năm nay lớp 12 thì không, chưa có. Thì các em học chương trình mới là cứ theo Bộ Giáo dục là thi gì học lấy, nên sẽ có môn tin thì sẽ rất lợi thế cho các em. Các em có kỹ năng tốt thì các em gần như là vô đối. Nên các bạn thấy là không phải tự nhiên mà bây giờ mọi người đi học lập trình nhiều là như thế. Đấy, chưa rồi. Để thời gian chứ không không kịp thời gian để. Ừ, thực tế thầy thấy thằng Python nó như thằng C cộng cộng, nếu mà để hai thằng đó ngồi vào bàn lập trình thì nó như nhau, nhưng nếu để đi thi học sinh giỏi thì hai bài làm cùng thuật toán code tương đương nhau thì thằng Python điểm nó sẽ thấp hơn, bởi vì thời gian chạy của thằng Python nó quá lâu, thông thường nó sẽ gấp 3 lần thời gian để chạy được một test. Người các chuyên gia đánh giá nó có khoảng tầm 3 lần. Do đó đi nó chậm như thế nên đi thi học sinh giỏi, bạn nào mà code Python thì nói chung chắc chắn sẽ bay màu. Do đó tất nhiên thì sau này không biết coi sẽ có cái cơ chế điều chỉnh về cái thời gian chấm hay không, nhưng mà thông thường thì theo quy định thì thời gian chấm thì với mỗi một bộ test là cố định một một giây trên một test, thường là một giây trên một test với những cái bài lập trình cơ bản, nên việc điều chỉnh thời gian thì nó cũng sẽ không công bằng cho các bạn code C cộng cộng. Chứ các bạn code C cộng cộng mà chỉnh lên 3 giây thì bọn nó full điểm hết. Chính xác. Nguyên nói rất chính xác đấy. Các thầy cô bây giờ đang chuyển thẳng sang Python luôn, chứ các thầy cô không chuyển sang C cộng cộng. Nhưng ngày xưa khi thầy dạy ở trường, thầy dạy trường chuyên từ năm 2011, 2012, thì đến năm 2013 thì khi cả tất cả đang sử dụng ngôn ngữ Pascal, thì thầy nghe thấy một số các trường chuyên lớn ở trong cả nước
dùng ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, thế thầy bỏ luôn Pascal sang C cộng cộng. Thì tính giờ cũng khoảng tầm được 10 năm sử dụng C cộng cộng để dạy cho các bạn đội tuyển. Thì mới thấy đúng thật C cộng cộng nó lợi thế hơn, đi thi học sinh giỏi nó lợi thế hơn bao nhiêu. Chứ ngồi bắt cốt Pascal thì bao giờ mới xong. À, thằng Python thì nó là cái ngôn ngữ lập trình cơ bản rất hay, và nhất là sau này các bạn học về là học về trí tuệ nhân tạo ấy, thì các bạn sử dụng chủ yếu bằng Python. Trí tuệ nhân tạo bây giờ học là machine learning nha. Học về học máy thì chắc chắn dùng Python để học, chứ không ai dùng C cộng cộng để học học về trí tuệ nhân tạo này. Tám linh ba có test rồi nhá, xin mời bà con nộp test 803. 803 đứa nào về nộp đã bay màu về không điểm đấy. Hay là do test thì tạm sao nhỉ? Để xem kết quả chấm kế tiếp nào. Đấy, cái thời gian chấm này các bạn thấy rằng là nếu mà cái bài làm chấm bởi Python thì cái thời gian chấm nó rất lâu, cái khả năng biên dịch của nó sang, thì đó cũng là một cái hạn chế. Hiện nay thì trong cái kỳ thi IOE quốc tế thì và cả kỳ thi châu Á thì mọi người vẫn khuyến cáo là nên sử dụng C cộng cộng cho Pascal, thì bây giờ người ta khai tử hẳn rồi thì không dùng nữa ở trong các cái kỳ thi lớn. Rồi, bài 803 thì thấy các bạn nộp ra có điểm full rồi. Tí nữa thầy sẽ gửi lại test bài làm tới các bạn, tới các em. Rồi, còn như vậy thì ở cái buổi ngày hôm nay các em đã được làm quen về cái mảng hai chiều trong C cộng cộng. Mảng hai chiều trong C cộng cộng là một cái đối tượng khá đặc biệt. Nó dùng một cái cách rất hay là để nó lưu trữ dưới dạng chỉ số hàng và chỉ số cột. Trần Gia Bảo, em không chạy ra, chắc là đâu nhỉ? Thế bạn nào chạy khác kết quả? C với C cộng cộng thì tất nhiên là C cộng cộng rồi. Cái C cũ kia nó là Turbo C, nó là cái C ngày xưa, nó ít hàm và thủ tục hơn. Bây giờ C cộng cộng mới nó có nhiều hàm và thủ tục hơn. Thực tế thầy về đang thực tế về ta phải đặt ra, Thiên có đề cập đến cái lớp Python. Lớp Python nếu ta học để cho ta phục vụ cho chương trình học đại học, hoặc là học để nghiên cứu đam mê, học lập về điều chỉnh điều khiển robot chẳng hạn, thì thầy sẵn sàng dạy các em. Nhưng mà bây giờ mục tiêu của các em bây giờ đặt hai mục tiêu: một là thi học sinh giỏi có giải đấy, hai là các em chuẩn bị sẵn sàng cho cái kỳ thi đại học sắp tới. Do đó có được cái này thì nó là một cái lợi thế cực tốt cho các em. Và kế tiếp đó, đến lúc các em vào học đại học, các em tiếp nối cái các em đã được học để vào học đại học, và đến lúc ra trường các em vẫn dùng được nó. Nên trước mắt tao ra để phục vụ các kỳ thi và trang bị cái kiến thức về IT cho mình thật tốt đó. Rồi bây giờ có bạn nào cần phải hỗ trợ về học Python bình thường mà, thì với mỗi quyển sách thông thường thì thầy sẽ cốt bài làm bởi ba ngôn ngữ Pascal, C cộng cộng và Python để giải cùng một bài toán. Có một cái kênh YouTube của thầy, trong cái dự án năm ngoái thầy làm về lập trình Python cơ bản, thì nó tên là hệ sinh thái số. Đây, các bạn vào Google tìm thấy ngay hệ sinh thái số ELP là cái kênh này. Cái kênh này là cái kênh thầy hướng dẫn lập trình Python cơ bản. Các em có thể tìm hiểu ở đây nhé. Các bài tập chính là những bài tập thầy trò mình đang làm, nhưng mà nó làm bởi Python. Các em nhớ đăng ký cho thầy luôn cái kênh này nhé, hệ sinh thái số ELP. Cái từ ELP này là phát triển năng lực lập trình cho học sinh trung học phổ thông.
Đấy thì các video bài giảng thì đánh số thứ tự ở đây các em có thể để xem. Còn cái bạn mà quay video này là bạn học sinh trong nhóm làm dự án với thầy. Bạn là Nguyễn Trần Thế Anh, học sinh lớp 10. À, năm nay lên lớp 11 rồi. Rồi đó, góc quảng cáo một tí thôi. Rồi, về ta thấy bài 803. Nào, về xin mời các bạn giải đáp thắc mắc nào. Xin mời Trần Gia Bảo chia sẻ bài làm của mình nào. Thiên có hỏi lập trình game và điều khiển robot. Nếu mà lập trình điều khiển robot gần đây nhất em học là thằng Arduino nhé. Arduino là học lập trình điều khiển robot cơ bản trước đã. Thằng nó có để cái màu ở sông nó còn đỏ cái kìa, à, tím đỏ. Thầy Dung làm thầy Dung mắt mệt quá. Rồi nhập MN rồi khởi tạo Z bởi một giá trị vô cùng lớn nhá. Em gắn Z là bằng 1E9. Rồi chạy thôi. Bởi vì nếu mà giá trị vô cùng bé thì so sánh lần nào nó chả bé thua. Ê, thầy nghĩ là so với màu của Bảo với màu của băng thầy vẫn thích màu của băng đẹp hơn. Nhớ làm việc với thầy Bảo nhá, làm việc với mảng hai chiều tuyệt đối không chạy, rồi không chạy bo bằng tay như thế nhá. Thời gian em nhập được test mấy đứa khác nó đã chạy xong bài của nó nộp bài nó về ngủ rồi. Nào xin mời Trung chia sẻ bài làm. Hôm nay ta hơi muộn một tí, các em cố gắng. Thế đây có Thiên hỏi nữa phải không nhỉ? Bây giờ mời Trung chia sẻ trước nào. Đấy, cô Trung bắt đầu thấy ngầu đấy. Trời ơi, dòng 465, thấy buồn với Trung quá. Đấy, em min của thằng... đấy, chỗ AIG với AIG, em xóa đi một thằng AIG, em sử dụng thằng min n vào đấy. Em sử dụng biến min n đúng không? Đấy, em xóa một thằng đi. Sao lát thế? Đấy, chỗ sau khi xây in thằng AIG thì em gắn min thì bằng... Min n bằng min của AIG với AIG. Em phải bỏ đi một thằng AIG bằng cái kết quả bé nhất trước đó với thằng AIG nhé. Ở cái dòng thứ 456 ấy. Chúng mày mở rồi rồi sao lát với em. Ở dòng rồi đúng rồi. Như mới kéo xuống dưới thầy xem tiếp nào. Đúng rồi. Có biến S là cái gì đấy? À, biến đếm à? Lưu ý đề bài người ta hỏi có mỗi thằng S thôi nhá, người ta hỏi đếm số lượng thôi. À đây là em muốn thử kết quả. Còn khi nào người ta hỏi mỗi cái biến số lượng thôi mà. Lưu ý S khởi tạo bằng không chưa nhỉ? Ở đầu chương trình đã khởi tạo S bằng không chưa? À S bằng không rồi. Ok chạy thôi. À, thiệt rồi. Rồi Trần Gia Bảo chia sẻ lại thầy ơi nó không ra. Chia sẻ lại cô nào Trần Gia Bảo nào. Có bạn nào cần hỏi đáp thì các em comment nhé. Sau này nếu rét bằng A rồi. Cho min của ID với rét rồi. Sau đó cho y chạy từ một mở riêng rồi nếu z bằng ai gì thì tăng đến bên theo đến bên có đúng mà. Ở trường hợp này thì do bạn bảo bạn cốt từ cho y chạy từ không nên không cần dấu bằng dự nhé, và bạn ấy có thể có hai trường phái. Trường phái của bảo đây đang cốt là cho y chạy từ không cho đến m trừ một và z chạy từ không cho đến n trừ một nên trông nó như thế. Lăn chuột lại từ đầu thì lướt lại từ trên xuống dưới nào. Mà em đang chạy đúng bài chưa đấy? Lưu ý bảo nhé, trong một thời điểm chỉ mở một project, tại thời điểm này em mở từ bài 70, 7, 9, 1, 800, 801, 802, 803 thì dễ bị mắc một cái lỗi đó là
Làm bài này thì Quang Minh toàn ca sử giấu nghề. Ừ. Rồi Lăng Chuột lên từ đầu nào, chỗ phần khai báo nào. Ừ, khai báo chỗ mảng của em khai báo thừa rồi bảo nhé, em thừa một số công rồi. Nguyên bây giờ mới nhìn thấy anh Quang Minh à? À khoan nào, Nguyên với Quang Minh như bằng tuổi nhau thì phải. Chung cứ nộp đi nộp lại, mỗi lần nộp thì sẽ donate cho thầy 0,1 điểm. Rồi Trần Gia Bảo kéo xuống tiếp đi em. Trần Gia Bảo đang làm việc không có tệp nhá. Cái việc này là việc vô cùng nguy hiểm khi làm việc với mảng hai chiều nhá. Ok, từ thầy. Tóm lại cái cốt này màu mè thì khó, khó nhìn quá. Lần sau đề nghị đổi màu khác nhé. Màu này thì thấy nó chán đời quá. Nhưng mà thầy thấy cốt có vẻ đúng rồi đấy. Em thử sửa lại bảo nhá. Thấy thấy màu của chị Băng khi đây thấy đẹp như thế mà. À, thôi chung thử được chứ gì, thôi để thầy mở cốt bài chung ra xem đây cho nhanh. Mọi người cố gắng trong quá trình học, ngoài việc học và làm việc thì cũng cố gắng làm quen nhau, cho có nhóm Zalo mọi người trao đổi thêm, sau này ta tạo ra được một cái cộng đồng học lập trình. Bởi vì lúc các bạn học thế này thôi, nhiều khi gặp bài khó, gặp đề hay, các bạn chia sẻ nhau cùng làm ở trong nhóm. Các cái nhóm lớp thầy mà đã dạy thầy luôn để như thế, để cho mọi người có cái kênh để tương tác. Tuy nhiên thì nhiều bạn học sinh không nghĩ được như thế, là thường mọi người học xong không chạy đâu mất đấy. Nên ta lưu ý là ta mỗi lần học là các thầy nghĩ chắc là có duyên số thế nào mới gặp được nhau. Nói chung đâu nhỉ? Để rồi. Nên ta có một cộng đồng, nhiều khi các bạn kiếm được một cái đề hay trong cùng thảo luận, sau đó cùng hỏi nhau, hoặc là bạn nào thi học sinh giỏi xong thì đăng đề lên cho mấy bạn trong nhóm cùng làm. Băng bảo là hi các bạn cho mình làm quen nhé, mình ở trên top 1 ít đấy. Okay. Sau đó anh em bạn bè thấy cái mọi người ăn friend băng. Nếu mà mọi người chưa quen thì cứ nhìn Băng ở trên top 1 đấy, ở trên đấy lạnh lắm. À Bảo ơi, người ta hỏi là hỏi mỗi số lượng chứ người ta có hỏi thằng Min đâu, em đưa thằng Min ra làm gì nhá. À đây bài là của Bảo hay của Trung nhỉ? À, bài của Trung nha. Trung ơi, người ta hỏi có mỗi thằng Min thôi nhá, người ta hỏi mỗi Min thôi. À, đưa ra giá trị nhỏ nhất và số lượng à, để thầy xem lại đề đấy, chứng tỏ thầy già cả rồi. Chờ thêm một tí, chờ thêm một tí. À thôi thế toi rồi, thế thì các bạn chỉ đưa ra số lượng thôi nhá, thầy sửa lại đề nhá, cho bà con sửa lại cốt. Đưa ra số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ, nhỏ nhất nhá. Thế nên thầy xin test thầy nhầm một tí, chẳng qua thầy thử xem các em phát hiện ra thôi không. Ừ. Hóa ra vẫn bị phát hiện ra. Nhớ là ta sửa lại là chỉ đưa ra giá số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất thôi nhá. Ừ. Rồi hôm nay thầy trò mình cũng dừng lại đây, chắc còn khoảng tầm một phút nữa hệ thống server nó sẽ đóng lại thì các em ừ. Các em có kênh học tập rồi thì các em sẽ nhớ sử dụng cái nhóm mà ta nhóm lớp học để trao đổi nhé. Kiếm được đề nào hay thì các bạn nhớ hỏi bảo mọi người ơi giải hộ tới cái đề này, thì không nên có câu hỏi như thế, mà nên cái cơ nên có câu hỏi là mọi người giúp tớ giải câu 1, giúp tớ giải câu 2 hoặc câu 3 đấy, hoặc là ở câu này tớ cốt như thế này sai ở đâu, thì như thế nó sẽ hay hơn thay vì người ta hỏi cả cái đề. Ừ.
Rồi bây giờ thầy sẽ gửi lại tới các em cái file này ở trong nhóm. Sau đó các em hãy tải về và làm tiếp các bài tập ở trong nhóm nhé. Rồi thầy chào các em. Cảm ơn các em đã học rất nhiệt tình đến lúc này. Hy vọng là các em sẽ đua lên top 1. Đến ngày hết tháng 7 thầy sẽ reset lại bảng rank. Chứ để bạn băng bạn ngồi trên một mình buồn lắm. Đấy. Thầy chào các em. Các em cố gắng làm quen và hỏi nhau cùng học tập nhé. Chào các em.